Cái an và cái bất an không phải là ai cho, ai phát, hay là do cái đó, mà do mình nhận. Mình chấp nhận được nó là nó sẽ hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ mình cực với đứa con mình hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm, tại vì mình cầu trời mới được đứa. Nhưng mà nếu như mà cái đứa con đó nó đang, nó khi nó lớn lên nó không nghe lời mình, nó làm đủ thứ để cho mình đau khổ, thì bắt đầu mình buồn phiền với nó. Và mình chỉ mong rằng làm sao mà nó trở lại bình thường, cái là mình cũng vui. Cho nên cái mọi việc trong cuộc sống này đều là những cái sinh khởi hàng ngày, mà tùy theo cái sự tiếp nhận của mình. Có một em đó, nó đi về quê với ba, nhà rất là giàu. Thì hôm đó ba dẫn về quê, thì ba muốn em ở với dưới quê một đêm. Thì nó nằm xuống nó ngủ, thì nó nhìn lên trần nhà, thì nó thấy ngàn sao ở trên trời và gió mát lồng lộng giữa, cho nó ngủ ngon vô cùng. Thì sáng hôm sau trên đường về thì ông cha mới hỏi: con thấy chuyến đi này sao? Vì ba của em á, là muốn cho em biết rằng á, em phải đang rất hạnh phúc với những cái gì mà em đang có. Ví dụ như nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn em, máy lạnh đồ đủ thứ hết. Thì khi mà nó đi về thì nó mới nói với ba đó: con cảm ơn ba đã cho con đi một cuộc du ngoạn để con biết nhà mình nghèo tới cỡ nào. Trong khi đó, nhà mình ba cho con ở trong một cái phòng mà mình phải mở máy lạnh mới lạnh, còn con ngủ nhà này máy lạnh bốn góc luôn, tại vì nhà không có cửa, nó gió luồn vô. Và con cảm ơn ba, nhà mình phải mở đèn, còn nhà này con nhìn lên cái con thấy sao trăng gì con thấy hết. Và con cảm ơn ba đã cho con biết nhà mình nghèo cỡ nào, tại vì nhà mình nó phải xây một cái hồ để tắm, chứ còn ta có nguyên một dòng sông rất là bự, và tắm khúc nào cũng được hết, không cần phải lo. Vậy thì ông cha thì thấy cảnh đó là nghèo, mà đứa con thì thấy cảnh đó là giàu. Cho người xưa thường nói sao? Khác nhau chỉ một cái nhìn, đời vui hay khổ tâm mình sáng soi. Mình tất cả là do cái nhìn của mình, mà mình chỉ cần chỉnh được cái nhìn của mình là tự động mình sẽ có vui hay buồn nó khác. Ví dụ như quý vị nào mà không thích chụp hình á, thì mình bị chụp hình mình khổ. Rồi quý vị nhìn Pháp Hòa mỗi lần pháp thoại xong một tiếng mà đứng chụp hình hai tiếng á, thì quý vị sẽ nói tội nghiệp ông thầy. Nhưng mà quý vị đâu có biết là em cũng đang khoái chụp hình đó. Em đang bào chữa nha. Để cho sự đứng chụp hình của mình là để cho quý vị thoải mái chụp. Thưa đại chúng, là ở trong cuộc sống của chúng ta, mọi hiện tượng gì nó đang xảy ra đều là một pháp hết, mà tùy theo mình tiếp cái pháp đó bằng cách nào. Ví dụ mình thích tụng kinh thì mình nghe tụng kinh mình thích. Mình không thích tụng kinh, người đó tụng mình cảm thấy nó chói tai và cảm thấy sợ. Có nhiều người rất là sợ mở máy niệm Phật nghe giống đám tang, tại vì thỉnh thoảng đi vô mấy cái nhà hoàng ở đây á, giờ nào hết thầy tụng rồi cứ mở lên: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Là mình nghe là mình ám ảnh luôn. Nhưng mà nếu như mình nghe cái băng niệm Phật đó ở trong chùa hay ở một buổi đám cưới á, là mình không bao giờ mình sợ. Tại vì rất tiếc mình nghe lần đầu mà ngay cái chỗ đó. Cho nên từ đó về sau là mình ám ảnh là cái này thì chỉ mở trong đám tang thôi, phải không? Mà khi mà mở cái máy đó lên là tự nhiên cái hình ảnh người chết nằm ngay đó, là không bao giờ mình dám mở. Thở cái gì nó cũng do từ cái bước đầu của mình. Cho nên hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ những em nào mà nó lớn lên á, mà lúc mà ở Việt Nam mình gọi là mắt miếng, tức là cho nó cái muỗng đầu tiên nó ăn, mình đi lựa cái người nào dễ ăn, người nào dễ ăn, dễ dãi, cho nó ăn miếng đầu, nó mới giống cái người đó, nó dễ ăn. Có nhiều đứa mà nó khó quá, cái mình cho nó ăn được, cái mình tức, nó nói: ai cho mày ăn lúc đầu vậy? Tại mình bắt đầu mình chửi cái người mà lần đầu tiên cho nó ăn.
Cho nên đừng có ham đi mắc miếng con người ta nghe. Cũng giống như là mình đi làm mai vậy đó, không làm mai được thì đầu heo đâu không thấy, mà làm không xong là mình có chuyện. Cho nên thưa tất cả các pháp, thì ở đây Phúc Hòa muốn thưa là cái pháp là gì? Là mọi hiện tượng sự vật. Mọi hiện tượng sự vật, ngay cả mình nghe một bản nhạc cũng tùy người hát mà mình thích nữa. Thực ra người ta cũng hát hay như thường, mà tại sao mình cái người kia thì thấy hay mình không thích? Là tại vì mình tiếp nhận cái điều đó. Cho nên sở dĩ chúng ta khổ, sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta chưa chỉnh được cái cách nhìn của mình. Pháp Hòa ví dụ như mình ngồi nó xéo khó chịu, chỉ cần sửa là cái ghế ngồi nó ngay ngắn là cái ghế kia mình dễ chịu hơn. Mình đang đứng mỏi mà có cái ghế mình ngồi tạm, dù là một cái miếng gạch hay cái gì mình ngồi tạm xuống, mình vẫn thấy nó khỏe hơn nhiều. Cho nên trong cuộc sống này á, bình an hay không là đừng có chờ khi ai cho mình một cái gì đó thật là bằng chữ an, mà mình hãy tiếp nhận những cái bình an dù nó rất nhỏ, nhưng mà thiệt sự nó rất cần trong lúc đó. Pháp Hòa ví dụ như mình đang đói quá, mình đói quá mà một tô cơm thì không có, nhưng mà miếng bánh thì có. Lấy miếng bánh đó không? Mà mình thường gọi miếng bánh là ăn để làm gì? Lót dạ, đỡ đói. Có phải không? Chứ mình đợi tô cơm không có sao? Ở trong Kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện. Có một cái ông đó, ông khát nước. Thì ông mới nói với người khác rằng ông khát nước, cho nên người ta mới đưa ông một ly nước. Ông từ chối, ông không có uống. Ông nói tôi đó khát hơn ly này, đưa ly này uống không đủ, thì uống để làm gì? Thôi xin lỗi, không uống. Từ chối ly nước không uống, gì ly nước không đủ để thỏa mãn cái khát cho ông. Người ta thấy vậy, dẫn ông ra tới cái dòng sông, nói bây giờ nè, nguyên dòng suối đó ông uống bao nhiêu đó cứ uống. Ông nói tôi đâu có khát dữ vậy. Rồi cuối cùng ông từ chối không uống nước ở cái hồ đó, và ông cứ ngồi đó cuối cùng chết khát bên bờ suối. Mình có bao giờ giống ông đó không? Giống chứ. Mình cũng giống chứ. Tại vì thật sự ra mình muốn an là được an. Người thưa thường nói vậy nè, dục an đắc an, muốn an là được an. Pháp Hòa ví dụ như quý vị đang buồn mà ai dẫn mình đi chùa nghe một thời kinh, mặc dù nó không hết buồn, không hết khổ, nhưng mà ít nhất trong một giây phút, một giờ đồng hồ nào đó, mình được lắng tâm, mình được nhẹ nhàng, cái an của mình nó ngay giây phút đó. Như hồi nãy mình nói mình khát nước, mình hớp miếng, mặc dù nó không giải khát, nhưng mà một miếng nó thấm môi, làm đỡ khô môi, khô miệng, nó cũng đỡ hơn. An lạc cuộc sống của chúng ta là như vậy. Bởi vì nếu chúng ta chờ đợi một cái gì rất là to lớn mà chúng ta gọi là bình an, chưa chắc mình đã biết. Chưa chắc mình đã biết. Tại vì hạnh phúc có gõ cửa, chưa chắc mình đã biết, vì mình chưa bao giờ nếm được cái hạnh phúc nhỏ nhỏ. Mình đợi tới cái hạnh phúc thật là to, nhưng mà thiệt sự là hạnh phúc bình thường lắm. Có một cái bài hát như thế này: nếu không có hạnh phúc một ngày ta hay tìm, nếu không có hạnh phúc một đời ta hay tìm hạnh phúc một năm một tháng, nếu không có một tháng một năm ta hay tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, nghe nhà tên quên hết buồn phiền, và tôi nhận ra đó hoa mỉm cười, à một đó hoa tươi. Nếu không có hạnh phúc một đời ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng, nếu không có một tháng một năm ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, nghe nhẹ tên quên hết muộn phiền, nghĩa là mình nghe lòng mình nhẹ nhõm, quên hết muộn phiền, và tôi nhìn ra nét môi em cười, à một đóa hoa tươi.
Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bữa nào quý bác mà chân yếu quá mà có cây gậy đỡ không? Mặc dù chụp hình dục cây gậy đó nha. I know. Trời ơi, có nhiều bác 80-90 nhưng mà cầm gậy chụp hình không chịu. Dục cây gậy ra, mà vừa chụp xong, where is my gậy? Dán gậy chút chịu không được, nhưng mà hãy có hình chụp là phải có, không được có cây gậy. Nhưng mà khi chân mình yếu mà có cây gậy là sướng không? Sướng lắm. Nhưng mà nếu mình có cây gậy mình không thích nữa đó là không được. Vì mình quên một bài thơ xưa lúc nhỏ mình học rồi. Sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước, chiều thì ba chân. Sáng thì bốn chân đi, lúc nhỏ mình mới sanh ra mình bò đó. Sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước là tuổi khỏe của mình đây. Chiều thì ba chân là lúc già rồi được cầm cái gậy nữa, hạnh phúc rồi, phải không? Thành thử ra đừng có sợ ai cười mình hết. Mình yếu chân mà có cái gậy giữ được cái chân của mình đi cho khỏe là mình hạnh phúc. Ăn cơm, chả giò, mì căn ăn nổi, tự nhiên ở đâu có làm được hầm răng giả, ăn ngon lành, phải không? Rồi tối về vừa đánh răng vừa hút gió, tại vì lấy hàm răng giả ra đánh, còn miệng dư hút gió trên. Bây giờ mình đi tìm hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ngay trong lòng bàn tay của mình. Cho nên thưa đại chúng, giáo pháp của Như Lai, Như là gì? Như là bất động, không có thay đổi. Còn Lai là cuộc đời này vẫn đến. Thật sự ra cái tiêu đề của cái chiều chủ nhật này hay là suốt hai ngày nay là bình an trong giáo pháp Như Lai. Mà quý vị đừng nghĩ rằng phải nghe một bài pháp nào để biết cái gì là bình an trong giáo pháp. Mà thật sự ra khi chỉ ra là mình bình an trong mỗi hơi thở, bình an ở mỗi bước chân, bình an nơi mỗi con người. Tại vì Phật đã dạy sẵn hết, các pháp đều là Phật pháp. Pháp nào cũng đều là Phật pháp. Mà cái quan trọng là chúng ta đủ chánh niệm để nhận ra cái pháp đó không? Dù pháp đó là cái pháp khổ. Ví dụ như mình nói bệnh là khổ, nhưng mà bệnh ở trong cái hoàn cảnh của nước Mỹ mình vẫn có thuốc chữa, vẫn được người ta chăm sóc, thì cái bệnh này cũng chưa thật là bệnh khổ. Nó chỉ khổ là khi mình không chấp nhận bệnh thôi, chứ còn mình chấp nhận bệnh thì chưa chắc đã thật là khổ. Cho nên Như Lai, Lai là những sự việc nó cứ đến đi trong cuộc đời này, còn Như là cái tâm mình nhận nó như thế nào. Mình nhận nó như thế nào là nó sẽ là như thế. Thưa đại chúng, quý vị ngồi ở trên đó đó, quý vị nhìn cái ly này, quý vị tưởng cái ly này là một bộ, nhưng mà thiệt sự ra ly với nắp nó không có đông giống. Miễn thì sao cái nắp này nó có, nó đậy lên đây vừa với cái ly này, để nước không bị dơ, không bị nguội, thì nó cũng ra một bộ. Ít có ai mà nhuộm tóc đỏ, mặc áo đỏ, quần đỏ, vớ đỏ, đôi giày đỏ, đeo bông đỏ, đeo mắt kiến đỏ, người ta gặp mình dạ chào con két. Nó đâu cần phải một set đâu, phải không? Thật ra nhiều khi nó lạ lạ cũng hay, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng là, rồi có nhiều người người ta tha rất là thích, có nhiều để lên hết, cái mình nhìn ta mình nói cải lương. Nhưng mà thiệt sự ra người ta vẫn đang thích cái pháp đó, nói sao được, phải không? Người ta thì Như Lai, còn mình thì sao? Bị động. Người ta mặc đồ mà ta happy, mà mình nhìn ta mình nói ghê. Người ta an mà tại sao mình không an? Vậy thì cái an đó đâu phải là do người ta mà do mình. Người ta mặc mà ta thấy đẹp, người ta thấy đẹp mà chẳng những vậy, ta còn đi tới đi lui, ta còn rột rạc cho nó rộn rãng lên. Mình ngồi kế bên ông thoải mái. Như vậy thì cái bình an, tại vì mình nhận ra được nó. Cuộc sống này tất cả các việc, các sự việc nó đều bình thường như vậy. Bây giờ quý vị nghĩ á,
mình có một cái giường 5.000 đồng mình ngủ, nhưng mà mình ngủ được bao nhiêu? Có nhiều khi mất ngủ, ngủ không được, thầy mua cái giường về để nằm xuống 5 phút rồi ngồi dậy, 5 phút ngồi dậy, thì mình cũng ngủ được nhiêu hết. Cho mình quan trọng là mình có được giấc ngủ ngon. Mà muốn có được giấc ngủ ngon thì sao? Hằng ngày tâm mình tập buông xả. Cho nên cái sự hộ trì, cái sự tu tập trong giáo pháp, chữ giáo pháp này, giáo là dạy, pháp là những phương pháp. Tất cả phương pháp nào cũng đều cho mình được cái bình an đó. Cho nên thật sự ra nghe cái đề tài thì nó là như vậy, nhưng mà cuối cùng mình sẽ thấy rằng tất cả mọi sự việc trong đời sống hàng ngày nó bình thường như vậy. Nó bình thường như vậy, chỉ cần mình chỉnh được cái cách của mình thôi. Hồi trưa Pháp Hòa có ví dụ giống như là mình lái xe vậy. Khi mình đậu chiếc xe vô bãi đậu xe đó, tự mình phải thấy là xe mình ngay chưa. Nếu xe chưa ngay thì mình phải chỉnh cho nó ngay. Còn mình lười biếng, mình không chỉnh cho xe ngay, thì một là mình quẹt người ta, hai là người ta quẹt mình. Mà mình quẹt người ta hay người ta quẹt mình, chưa chắc là người ta sẽ thành thật nói cho mình biết. Để tờ giấy lại, tôi quẹt, lỡ quẹt xe anh có cần gì gọi cho tôi. Trường hợp đó hiếm lắm, đa số là hit and run. Mình cũng vậy thôi à. Mình quẹt người ta trong đời sống hàng ngày, qua ngôn từ, qua cách sống của mình, mình đâu có hay, phải không? Cho nên đó, khi mà người đó mình gặp, mình bình an hay không, có nhiều khi mình phone tới, mình gặp cái người đó ngồi kế bên mình, cái giả bộ mình nhó ngó có chỗ nào trống, mình xách giỏ mình đi chỗ khác mình ngồi. Tại vì mình nghĩ rằng mình ngồi đó, mình không có an với cái người đó, người ta vẫn bình thường, mà tại sao mình không bình thường? Cho nên sự tu tập trong Phật giáo nó đơn giản lắm. Mà thưa đại chúng, nếu mình vượt đi cái ranh giới là này của đạo Phật, tự nhiên nó khác liền. Hôm tuần rồi Pháp Hòa đi giảng ở bên Hawaii, cuối tuần rồi Pháp Hòa ở Hawaii, thì cái chỗ Pháp Hòa giảng là ở trong một nhà thờ. Và quý vị, một cái nhà thờ rất là lớn, nhà thờ rất là đẹp. Và ở trên cái bàn giảng là một tượng Chúa đứng trên cây thánh giá, rất là bằng gỗ, rất là đẹp. Thì mình bước vô đó, mình vẫn trang trọng, mình chắp tay, mình xá Chúa. Và sau đó mình ngồi xuống rồi nói thưa Chúa, nhà chùa sắp nói chuyện. Và Chúa trên kia Chúa cũng sẽ mỉm cười, Chúa nó không sao, sắc quyền cũng là Chúa hay là chùa, đứa nào nó không nhận cái nào nó rất chua. Con nhận dấu huyền là con thành chùa, mà ai nhận dấu sắc là Chúa, mà đời sống của mình có Chúa có chùa là mình hết chua, còn không Chúa không chùa là cuộc đời chua dữ lắm. Rồi cái người khác họ nói, trời ơi, đi vô nhà thờ giảng, để vậy còn chắp tay chào nữa chứ. Xin lỗi, giờ Ngài ngồi trên kia, Ngài không nói gì hết thì mình xá, chứ nếu Ngài đưa tay ra, Ngài bắt, mình cũng sẽ bắt. Bây giờ quý vị nghe nè, mình đưa ra một tay nè, rồi người kia đưa ra một tay, cũng là hai tay đúng không? Thì thôi giờ mình đưa hai tay lên đây luôn, cũng là hai tay. Rồi vị kia gặp mình, ta cũng đưa hai tay, Chúa ôm mình vô lòng. Thời hồi trưa Pháp Hòa nói đó, trong chữ nhẹ nó vẫn có dấu nặng. Như vậy cuộc đời này nhẹ chưa chắc đã nhẹ, trong chữ nhẹ vẫn có nặng mà. Trong chữ xấu vẫn có dấu sắc. Cho nên xấu cỡ nào vẫn có sắc. Khi mà mình hồi nhỏ mình học viết chữ á, lúc Pháp Hòa đi học á, là khi mình viết chữ là mình phải vẽ ô, kẻ ô để làm chi? Để mình lên xuống cho nó bằng. Chữ L mình lên tới đâu và mình đá lên tới đâu,
chữ B mình lên tới đâu mình bẻ cái chữ đó. Hồi nhỏ đi học là học viết chữ. Ở đây thì người ta không có quan trọng lắm, đứa con nít nào nó viết miễn có chữ trên mặt giấy là được rồi. Còn ngày xưa Việt Nam mình là không. Tại vì sao? Tại vì mình có mỹ dục. Mỹ dục là gì? Dạy cái mỹ thuật, dạy cái nét đẹp. Ngoài dạy cho con người trí dục, có mỹ dục là phải đẹp, tập vở phải ngăn nắp phải đẹp. Mà ở Việt Nam mình á, một đứa học sinh học mà đi học mà tương tất mà đàng hoàng là tập vở rất là đẹp. Tên họ, rồi học lớp mấy, năm niên học là từ năm nào tới năm nào, ở trên quyển sổ, nó cái quyển vở nó có cái đoạn đó. Rồi chẳng những vậy mình phải bao cái tập lại cho sạch. Quý vị nhớ không, hồi nhỏ mình hay đi lượm mấy tờ báo, mấy cuốn lịch á, mình bao cái tập mình lại để cho cái tập mình nó ngăn nắp. Và mình kẻ những ô. Thật sự cái đó để làm gì? Để cho con người mình sống có khuôn mẫu ngay từ bước đầu. Mà khi mình có khuôn mẫu ngay từ bước đầu, lớn lên á, mình viết chữ ẩu mà ẩu cỡ nào nó vẫn trong khuôn mẫu. Quý vị thấy bác sĩ viết chữ đọc nổi không? Mà hồi nhỏ đâu phải viết vậy. Ông viết khuôn tắc lắm á. Nhưng mà khi ông trở thành bác sĩ rồi, ông đá kiểu nào á, dược sĩ vẫn đọc được hết. Tại vì dược sĩ mà không đọc được to bác sĩ là dược sĩ ế chết luôn. Chứ phải không? Cho nên ông này viết chữ về, tôi phải học cách đọc nét chữ của ông. Pháp này có thì pháp kia có, pháp này sanh thì pháp kia sanh. Phải không? Cái ông tôi muốn bán thuốc được cho ông bác sĩ này, bởi vì ổng cho to thuốc và nhiều bệnh nhân của ông đã đến tiệm thuốc của tôi để mua thuốc, thì tôi phải học đọc cái nét chữ của ông bác sĩ này để tôi lấy được cái to này. Còn không thì tôi mất khách. Hoặc là tôi bán lộn thuốc là tôi cũng mất khách. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, hễ cái pháp nào bất thiện nó xâm thì mình phải tìm pháp thiện để mình làm gì? Chữa. Cho nên một người mà có giới là có khuôn mẫu, có phép tắc, thì tự nhiên người đó đi vào trong cái đời sống mà không cần phải nói gì, tự động. Pháp Hòa ví dụ, ở cái xứ của mình á, cái xứ Mỹ, Canada nè, mình trở thành một người rất là lịch lãm, là ăn cái gì có rác là cầm trong tay rồi đi kiếm thùng rác mà bỏ, chứ mình không có thói quen là vứt bừa. Và đi đến đâu là phải xếp hàng. Mình phải xếp hàng mình mua, dù mình chỉ trả có một miếng bánh cũng phải xếp hàng, chứ không được xen vô nửa chừng, giục tiền cho cái người cashier, nói tôi có cái bánh là hoan hỷ vui vẻ đi, cho tôi gấp tôi đi. Mỹ không có chuyện đó. Mà cái kiểu của mình á là hay xen vô người ta như vậy, cái tự nhiên người ta thấy mình sao? Không có trật tự và không có lịch sự. Đôi lúc người ta không nói gì, người ta nhìn. Mà nếu người nào nóng nảy thì người ta phát la lên, người ta nói mình có biết cái rua không? Mình có biết cái luật không? Thật sự từ cái mình không đào luyện như vậy, tự nhiên cái bất an mình đem ra cho mọi người xung quanh mình. Từ đâu? Từ cái mà mình lẽ ra ngay bước đầu mình phải hiểu chứ. Đi mua đồ phải xếp hàng chứ, tại sao mình chen vô vậy? Và ai làm cho mình bất an? Thậm chí người ta nạt mình câu, cái mình lấy của lại mình đứng ra phía sau, mà mình còn nói một câu làm gì dữ vậy. Mình còn bào chữa lại một chút nữa để mình thấy rằng mình không sai, thì bất an nó cũng từ đó. Cho nên người sống mà có một cái luật, có một cái ngăn nắp, thì lúc nào nó cũng đưa cái sự bình an. Bây giờ vợ chồng trong gia đình cũng vậy, vợ chồng trong gia đình cũng vậy. Mặc dù nếu nói về cái quyền là bình đẳng á, vợ chồng là bình đẳng, nhưng nó cũng phải có thứ lớp. Ví dụ bây giờ mình đi làm về, mình đi chơi thì cũng phải chừng mực biết giờ giấc mà về, thậm chí còn phải về sớm để phụ cho con cái, phụ cho gia đình. Nếu như mỗi người chúng ta chịu đẩy mình vô một cái khuôn, vì mình không phải là người viết bừa được, mình không có sống bừa được, tại hồi bây giờ mình có gia đình rồi, mình sống có cái khuôn thì tự nhiên khuôn nào nó cũng là khuôn đấy. Quý vị biết người ta làm bánh á, thật sự mà nói thì cái bánh mà nếu mà nói cho cùng là chỉ cần vò vò, đem nướng, đem luộc là cũng thành cái bánh, quan trọng là ăn mà.
Nhưng mà vậy tại sao cái bánh đó vẫn phải để vô cái khuôn, nghĩa là nén nó cho thật chặt để nó có bông có hoa rồi mới đẩy nó ra, vì mình muốn đó một cái bánh nó có khuôn mẫu đàng hoàng. Thì con người mình cũng vậy. Nếu như mà quý, tại sao mình tu, ngay cả người Phật tử bước chân vào cái con đường tu tập căn bản nhất là người đó phải có thọ giới, vì chính cái giới đó nó đưa cái người đó vô cái khuôn. Pháp Hòa ví dụ như mình trong hội trường đây, quý vị thấy người ta xếp ghế, bây giờ nếu mà để ghế bằng vậy hết á thì mọi người cũng sẽ ngồi, nhưng mà cái thấy cái nhìn nó không có hay. Ở trong một cái hội trường như thế này, người ta đưa ghế từ thấp lên cao để cho mọi người ngồi đâu cũng không bị cản trở và người ta thấy rất dễ dàng. Nhưng nếu như mình dọc ngang, mình không có ngồi theo thứ lớp, mình leo lên hai băng mình ngồi cao hơn, thì tự nhiên thế nào xung quanh nhịn thì cũng có người lại khều nói anh làm ơn anh ngồi xuống. Cuộc đời nó vậy thôi, không ai chỉnh mình, cũng có người khác chỉnh mình. Nếu mình không muốn ai khều quẹt gì để chỉnh sửa mình thì ngay từ đầu mình phải vô khuôn. Cuộc sống là nó vậy, thì cái bình an nó có ngay cái giây phút đó. Có một cái gia đình, vì người chồng quá tin tưởng vợ cho nên giao hết tất cả tiền nong cho người vợ. Bây giờ vợ có tiền quá và ỷ lại cái tình thương và cái sự tin tưởng của chồng, cho nên bây giờ đánh bài. Và khi người chồng phát hiện là nợ quá nhiều rồi, và bây giờ có thể đến cái giây phút mà gia đình tan vỡ. Quý vị thấy không? Thành thử ra nhiều khi trong cuộc sống mình không có kiểm thúc mình ngay cái giây phút đầu, mình buông lung. À, cái danh từ Phật học trong gọi là buông lung đó, mình sống buông tha bừa, thì nó cái hậu quả nó sẽ là như vậy. Cho nên người nào sống mà có ngăn nắp có trật tự không bao giờ bị phạt. Pháp Hòa không dám nói là mình giỏi, nhưng mà thiệt sự là Pháp Hòa lái xe, học lái xe và bắt đầu lái xe từ khi Pháp Hòa 18 tuổi cho đến bây giờ mấy chục năm lái xe, chứ Pháp Hòa chưa bao giờ không nha. Mình không có nói mình không nha, mình nói là chưa thôi. Ai hỏi gì hỏi có không, nói dạ chưa, không dám nói không, tại vì không ai bảo đảm sự gì hết á. Cái không thôi, cái không và cái chưa nó khác lắm. Là chưa có tai nạn xe. Tại sao? Vì mình lái theo bài bản. Chỗ nào cho 40, chỗ nào cho 40, maximum là thêm được 10 nữa thôi là 50. Ở đây là xài mile, bên Canada xài km. Ở đây là xài gallon, ở bên Canada xài lít. Cho nên đi đổ xăng là đổ lít chứ không phải đổ gallon. Lái xe là cây số chứ không phải là mile. Thành nếu quý vị đã quen nhìn cây số bằng mile nhớ qua Canada thì chỉnh xuống là km nha. Chứ nhìn ta cho 80 tăng 80 mile là thành trăm mấy bển rồi đó. Thành nếu mình không có chánh niệm mình đang ở đâu thì cái sự vượt bội vượt trội đó nó khác. Cho nên cuộc sống của chúng ta cái quan trọng là chúng ta có chánh niệm, nhận biết mình đang ở đâu, đối tượng của mình là ai, để chúng ta nói, chúng ta hành xử, chúng ta làm nó không có bị quá đà. Mà khi không quá đà, nó có chừng mực thì không ai làm được gì mình hết. Đó là cái lẽ thật thôi. Cho nên giáo pháp nghĩa là cái pháp đó hướng dẫn nhắc nhở cho mình đi đúng đường, đúng lối thôi, chứ không có gì hết. Và trong tất cả con người, mình cất tôn giáo quan bên thì ai cũng sống muốn bình an, muốn hạnh phúc, muốn an lạc, vân vân. Mình muốn tất cả những điều vui đó, thì cái đó không có bị hạn định cho ai. Mà người nào muốn an lạc hạnh phúc thì đó là cái điều cần làm. Mà nếu như mình không có học lắng nghe, không có mở lòng để tiếp thì lấy gì biết mình sống. Cho nên nghe nhiều, nghe nhiều đó là biết lắng nghe người khác, biết học hỏi cũng là một phương pháp làm cho mình bình an. Rồi kế đến là gì? Mình làm bạn với thiện. Ở đời này á, mỗi ngày đều mình có bạn hết. Bây giờ bạn thân nhất của mình là cái iPhone. Bà cụ cũng có iPhone, ông cụ cũng có iPhone. Mà bà cụ và ông cụ có cái hay là xài iPhone mà không bao giờ biết tắt.
Rồi thậm chí nói người ta kêu gọi xin quý vị tắt phone hay để chế độ rung, nói tôi có iPhone có ai tắt giùm không, tôi có iPhone mà tôi cần ai tắt. Và quý vị thấy rằng á, trong cái phone đó đó, nó đủ thứ trong đó, đó. Quý vị có thấy rằng trong một cái thế giới đó có đủ các pháp không? Đủ các pháp đó. Thì thế giới này nó cũng đủ các pháp đó. Pháp thiện, pháp bất thiện nó cũng nằm ngay ở trong cái phone đó. Cái pháp thiện là mình có thể dùng cái phone đó để mình làm rất nhiều việc. Mình viết bài, mình đọc sách, mình làm rất nhiều việc. Nhưng mà cũng cái iPhone đó, pháp bất thiện nó cũng có thể dễ xong. Cho nên ví dụ như Facebook là một phương tiện rất hay để cho mọi người kết nối với nhau, biết thông tin cho nhau. Nhưng mà nếu mà mình dùng Facebook là khác à, mà mình chơi Facebook là khác à. Như vậy thì mình hỏi mình là người chơi Facebook hay là mình dùng Facebook? Mình dùng Facebook là sẽ có chừng mực, còn mình chơi Facebook là vô chừng vô mực. Mà vô lượng vô biên rồi thì sao? Mình xa xa dữ lắm, mà không chừng mình sống lững lơ lơ lửng, vì lúc nào mình cũng ngồi mà không có cái phone bất an dữ lắm, đi tới đâu mà không có wifi. Pháp Hòa ai nhiều lúc chọc đó, nói thầy có wifi em, nói dạ không em có husband file. Cho nên á, thật ra đâu ai cấm mình có cái phone. Mình có cái phone là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta không biết sử dụng cái phone ở lúc nào, nhiều khi người ta khó chịu lắm. Đây Pháp Hòa nói một cái ví dụ đơn giản. Giữa một đại chúng đang ngồi yên lặng lắng nghe, tự nhiên phone reo, mình nhắc bắt cái phone lên. Alo, má đang nghe pháp, con tới chưa? Tự nhiên người khác nhìn liền. Thật sự mình đâu có làm gì sai đâu, nhưng mà mình sử dụng cái phone không đúng chỗ, người ta nhìn mình liền. Mình ăn mặc không đúng chỗ, người ta cũng nhìn mình liền. Ví dụ mình đi đám cưới, mình mặc nguyên bộ đồ đỏ. Ờ, à, được chứ hả? Đi đám tang chứ. Đi đám tang mặc nguyên bộ đồ đỏ, nguyên bộ đồ vàng, bông hoa như Hawaii. Thì tự nhiên ta nói, ủa mình có đi lộn chỗ không? Thật ra mình, cái pháp là mình được ứng dụng, nhưng mà mình ứng dụng đúng chỗ thì cái pháp đó làm cho mình bình thường. Cho nên thật ra con người mình, cuộc sống mình nó rất bình thường, chứ không có gì bất thường hết á. Nhưng mà mình đã gom nhiều cái không bình thường, mình build up làm một cuộc sống nó không bình thường. Cho nên có nhiều người nói tôi mong mình thanh thản như người mong bình thường. Khi tâm mình bất an là mình khổ lắm, khi gia đình mình bất an mình mệt lắm. Thật sự nhiều lúc mình rất mệt mỏi, ráp lại với chồng với vợ là không có gì cả lộn ngoài chuyện mấy đứa con. Ráp lại nói chuyện không có gì ngoài một cái vấn đề nào đó mà hai vợ chồng chưa thông được với nhau. Và hễ cứ ráp lại nói hồi là có chuyện. Và đôi lúc đứa con nó đi học về, nó không nghe lời, mình la nó, rồi chồng hay là con bà mẹ nói lại mình. Riết trong cuộc sống của mình tiếng ồn nó nhiều hơn tiếng bình thường, thì tự nhiên mình cảm thấy quá mệt mỏi. Mà lẽ ra ngay từ cái pháp đó mình cảm thấy mệt mỏi thì mình phải ngồi lại như thế nào để mình tìm ra một cái pháp khác. Mà khi mình thấy pháp này không ổn thì cái pháp khác nó phải sanh. Giống như những người học võ vậy đó, người ta chặt xuống vậy mình lấy cái tay mình đỡ, vậy là tự nhiên cái tay này mình làm gì? Mình đánh chứ đâu ai nói lại tôi ôm cái coi. Học võ là cả hai cái tay nó phải là như vậy thôi. Cho nên nó thua keo này mình bày keo khác. Giống như những người mà người ta múa tai chi vậy đó. Không, người ta đưa ra là một thế mà ta đưa vô là một thế. Mà có khi nó nhu, có khi nó cương, có khi nó mềm mỏng, mà có khi nó mạnh bạo. Thì trong cuộc sống này á, chúng ta đang ứng dụng pháp, mà có những pháp nó thuộc đối trị. Nhiều khi có những pháp đối trị để làm gì? Để làm cho mình an. Pháp Hòa ví dụ, mình bị thường thường á, mỗi người mình có một cái ghiền. Thí dụ như bây giờ mình ghiền uống rượu, tới giờ đó là mình không uống là mình
khó chịu lắm, và mình phải đi tìm bạn uống rượu. Nhưng bây giờ nếu mà mình nhậu như hoài hoài là mình bệnh nè, vợ khổ con buồn nè, thì mình phải tìm một pháp nào để đối trị cái đó. Bằng cách nào? Bằng cách là mình đi tìm một cái việc làm khác để nó chiếm cái giờ này. Ví dụ như đi làm thêm job nữa, vì kiếm tiền thêm, vì công việc không thể bỏ, mình sẽ lướt được cái cơn nghiện này. Một thời gian sau mình sẽ vui bình trở lại. Thì đó là pháp đối trị. Hồi nhỏ ở trong chùa, các hòa thượng thường hay bắt các chú tiểu dọn chùa. Mai dọn cái tủ này qua đây, mốt dọn cái tủ nọ, khiêng tối ngày. Rồi mấy huynh đệ làm riết cũng mệt, nó không biết ông thầy mình không có bình thường không, mà ông cứ bắt mình khiêng hoài. Nhưng mà khi hiểu, sau này mới hiểu được lòng của thầy, là bởi vì thầy thấy thanh niên đi tu năng lượng nó nhiều lắm, cho nên tìm cách cho thanh niên tiêu hao năng lượng bằng cách là dọn dẹp làm việc cho thật mệt nhọc, tối về nằm xuống là ngủ mà không có khởi tâm móng khởi. Đó là đối trị. Rồi đôi khi trong cái pháp mà muốn cho mình an, có những pháp nó cứng. Phóng hòa, ví dụ như hôm nào quý vị đau chân á, đau lưng gì đó, quý vị đi vô mấy cái người mà bấm huyệt đó, ta bấm đau không? Tại sao mình đã đau chân nhất cẳng mà lại đi kìm cái ông đó bấm cho đau hơn nữa? Nhưng mà sao cái cơn đau đó là gì? Đó là một sự dễ chịu. Vì chúng lúc đó chúng ta đang đi tìm một phương pháp để đối trị. Cho nên trong cuộc sống này, nếu ai đó mà người ta hằng học với mình cũng chưa chắc là đã không hay. Nhiều khi vậy mình mới giật mình mới khiếp sợ. Có những người thấy người khác hiền ăn hiếp, nhưng mà thường là đi đêm có ngày gặp ma. Ở đời mà cá ăn kiến thì cũng có ngày kiến ăn cá. Mình cứ nghĩ mình con cá, mình ăn con kiến. Bữa nào mình nằm chèo queo đó thì con kiến nó tới nó bu dễ dàng. Quý vị thấy thường thường con vật nào mà nó chết ngoài đường, con gì bu nó trước? Ruồi kiến bu trước. Tại vì sao? Đó là luật. Đó là cái luật chung của cuộc sống. Chúng ta nghĩ chúng ta lúc bự lúc to, chúng ta ăn hiếp kẻ khác. Nhưng khi chúng ta nằm đơ ra bất động, con vật nhỏ nhất nó sẽ tới mình. Đừng có nói tới con to. Thấy không? Thí dụ như giờ mình nằm ra đó, con kiến mà nó nghe ngửi được mùi là nó chạy tới rồi. Nó rỉa mình được một chút, rồi chừng đó mới tới con mèo, con chim gì đó nó tới. Chứ thật sự ra cuộc đời là vậy. Cho nên á, có những người kỳ cục, nó không được, mình không nói được, mà người khác hiền mà không dám nói. Tự nhiên có một người nào, có một ngày nào đó, có một người nào đó, họ mạnh dạn, họ đối trị lại cái pháp này, cái pháp này nó yên. Cho nên mình mới có hộ pháp đó. Mấy ông hộ pháp đó, Phật Bồ Tát thì không có nói gì đó, mà mấy Bồ Tát không à. Mấy hộ pháp thiện thần không, mà mấy ổng như mặt hiền quá, nó không ngán. Cho quý vị thấy không, bước vô cửa chùa là mấy ông. Ông nào? Toàn là mấy ông giữ đứng không. Ông nào cũng trợn mắt ra oai. Để anh chi biết không? Trước khi anh vô tới cửa thiện á, ở bên chùa Nhật á, thường thường người ta trước cửa chùa người ta để hai ông nhìn dữ lắm. Nhưng mà thưa đại chúng, mà khi mà mình ôm một cái cục pháp hòa, ví dụ như bây giờ mình đang cầm một cái giỏ nha, mình đang đi vậy mà người nào mà bước ra mà dọa mình cái mình hết hồn không? Hết hồn, rớt cái giỏ xuống liền. Có đôi lúc mình đang ôm cục phiền não, cục buồn, cục giận gì đó, vô tới cửa gặp cái nét ông đó, mình giật mình làm cái đọt, rớt nguyên cục đó vô ông kia. Vô ông kia mình mới làm Phật sự được. Cho nên trong chùa người Hoa đó, bước vô chùa là gặp ngài Di Lặc. Phía sau Đức Di Lặc là Đức Hộ Pháp. Hoan hỷ để hộ pháp. Hoan hỷ là nụ cười của Di Lặc. Để phụng sự, để làm việc là ngài hộ pháp đứng làm sao. Còn chùa của người Việt á, bước vô cửa chùa thấy ai trước? Quan Âm. Thấy Quan Âm không? À, ngài đứng ngài làm cái gì? Ngài cầm bình nước, nhớ rưới cho mát nha con. Ngài cầm nhành dương, nhớ uyển chuyển mềm mỏng nha.
cầm bình tịnh thủy là nhẫn nại, cầm nhành dương là uyển chuyển, bắt cái ấn này là gì, kiên định. Đây là ấn kiên định, ấn tam muội, ấn kiết tường. Mình muốn đi vô đó an lạc là phải bắt cái ấn này nè, thấy không? Còn bắt ấn này đau lắm, cái này kêu chưởng, còn cái này kêu ấn, thấy không? Còn cái này kêu chỉ, nhất dương chỉ, cái này không đẹp, thấy không? Ngũ dị hương đẹp hơn, còn không là tam tông miếu. Ấn là gì? Là biểu tượng của tâm. Mình muốn bày tỏ cái tâm, cái cách nói của mình, thường mình hay biểu lộ cái tai. Cho nên Phật có rất nhiều, bởi vì cuộc sống của chúng ta đó, cái miệng với cái tai thường nó nói chuyện với nhau. Cái người nào hung dữ quá ta nói sao? Trời ơi, bà đó tai miệng ngang nhau. Nghĩa là vừa nói coi chừng tu tán nghe là cái tai nó dơ liền. Và giận người đó quá nó coi chừng nghe, nú răng lẫn lộn nghe. Đó là mình đưa tay mình tưởng chưởng liền. Nhưng mà khi chúng ta lên nói chuyện, thường thường chúng ta hàng ngày chúng ta nói chuyện, chúng ta cũng hay vơ tay lắm. Cái tâm tôi nghĩ vậy, đưa tay. Vậy thì cái tay này là gì? Cái biểu lộ của tâm. Vậy thì cái tại sao tất cả tượng Phật thỉnh thoảng Phật có bắt ấn? Phật có bắt ấn là bởi vì muốn biểu lộ. Vì cái tai nó đôi lúc nó đưa, nó làm cho cái lời nói mình linh động hơn và người khác dễ tiếp nhận hơn. Có vài hay ví dụ mình đi vô thăm bệnh á, đi ra khỏi nhà, khỏi phòng bệnh á, mình nói với người bệnh: bác yên tâm nha, bác sĩ đây hay lắm, bác ở đây dưỡng bệnh đi. Nói mà vô vơ tai. Phật cũng làm, Phật cũng có ấn. Ấn này là ấn vô ý, vẫn ấn vô ý. Có khi Phật đưa về ấn gì? Ấn ban phước. Còn đối với mình là ấn gì? Ok, I like it. Mình không thích mình cũng ra ấn nữa, phải không? Ấn vậy nè, còn mình thích là ấn này nè. Quý vị, ấn này kêu cự gì? Cái này kêu cự gì? Cự phách. Cự là lớn, phách là ngón này nè, ngón cái là phách. Chứ mình nói anh nó cự phách lắm, ngay khi đưa cái phách lên là chứ mình thấy người đó hay quá mình đưa số 1. Và ở đây nó cũng có cái ấn nữa, không đồng ý ai đưa ngón giữa. Chờ thưa đại chúng là trong cuộc sống của mình á, lời nói của mình và cái bàn tay của mình luôn luôn nó đi với nhau. Và quý vị có thấy rằng trong cuộc sống này mà nếu mà bàn tay mà không có đó, thì cuộc sống bắt đầu nó cảm thấy nó thiếu. Vì bàn tay này đưa tới để xoa dịu, để vỗ về, với an ủi và để làm rất nhiều việc. Cho nên tất cả các tượng Phật Bồ Tát, quý vị thấy những vị La Hán không? Tay chân không bình thường. Nhưng mà cái tay của các ngài không bình thường mà quá ra là bài pháp. Còn tay chân mình múa may quay cuồng bình thường là ta kêu 911. Cho nên cũng là một cái nắm đó, nhưng mà cái lòng từ nó có đi theo cái nắm đó, cho nên người ta nhận ra được. Cho nên cũng một cái nhìn đó, cũng một cái hành động đó, cái pháp mà cũng là cái pháp nhìn đó, cũng là cái pháp là đưa tay. Mà tại sao người ta nhận là một tình thương, còn mình làm vậy mà người ta nghĩ là mình không phải? Vì nó xuất phát không từ lòng từ. Cho nên cũng là một cái trường hợp để cái chén xuống, mà để cái chén xuống cũng là một pháp. Nhưng mà tại sao người ta cúi đầu người ta cảm ơn, còn mình để cái chén xuống người ta ngó lên coi bà này là ai, ông này là ai? Vì cái cách mình để cái chén xuống. Cho nên một mỗi việc làm của mình là mỗi một cái pháp. Mà nếu cái pháp đó nó có bình an thì nó biểu lộ ngay tức khắc pháp đó là pháp bình an. Sẵn đây Pháp Hòa trả lời câu hỏi trong này. Hồi nãy Pháp Hòa có ngó ngang, Pháp Hòa thấy một câu hỏi: vô biểu sắc
hay vô biểu nghiệp là gì? Có một vị viết câu hỏi là vô biểu nghiệp hay là vô biểu sắc. Thì đây là một cái trường hợp như Pháp Hòa nói, vô là không, biểu là biểu hiện. Vô biểu sắc là những cái thiện hay cái ác mà nó không có, nó ẩn bên trong, nó tàn bên trong mà nó không biểu hiện, gọi là vô biểu. Pháp Hòa ví dụ, mình có chủng tử giận không? Có không? Nhưng mà bây ngay giây phút này nó có biểu hiện không? Không. Nhưng mà khi ai chọc mình giận á, làm gì vậy? Thì con mắt mình nó trợn lên, cái tai mình nó ra oai, nó biểu hiện chưa? Ngay cái giây phút đó là biểu hiện của cái hồi nãy mình không biểu hiện. Cho nên nghiệp thiện ác là hai chủng tử nó có ở trong mình hết á. Nhưng mà bình thường không đủ duyên, không đúng lúc thì nó không biểu hiện. Nhưng mà khi mà gặp duyên á là nó biểu hiện ngay. Pháp Hòa ví dụ, mình cũng có cái tính là tham, nhưng mà nó không biểu hiện, tại vì không có món gì mình thích nữa. Nhưng mà khi mình đi ngang một cái chỗ nào mà mình thấy cái gì đó mình thích coi, nó biểu hiện liền. Quý vị đã thương, đã từng thương Pháp Hòa chưa? Có không? Có. Gặp Pháp Hòa quý vị biểu hiện cái pháp đó lên liền. Thầy, chạy lại, hồi nãy có ông chị Phật tử nè, Pháp Hòa mới tới cửa, chị chạy tới: thầy, con chờ thầy nãy giờ một tiếng rồi. Trời ơi, mừng quá, mừng quá, mừng quá. Chỉ nắm cái tay mình mà chỉ dò, chỉ mà. Hổng lẽ Pháp Hòa say quá, nói em lợi dụng nha. Có một lần Pháp Hòa đi giảng, và nhớ là vừa rồi đi giảng bên Úc, thì Phật tử cứ lên lên chụp hình vậy đó. Thì có một cái cô đó, cô mừng đến mức độ là cô muốn đứng sát mình, mà cô muốn, nghĩa là mình, nghĩa là cô ngồi ở làm sao, mọi cách làm sao mà gần mình nhất. Cái cô không biết cách làm sao, cái cô lấy cái tay cô đánh cái mông cái bóp. Bà cô đánh xong mà cô rất là dễ thương, cô nói: xích cái mông ra coi. Thật ra cổ biểu một cái pháp, nhưng mình nghe cô biểu pháp cái bóp mình đừng có thương. Nhưng mà không ngờ là tại cô muốn ngồi gần mà không có chỗ cô ngồi thì cô phải đẩy mình ra. Thì mà thưa đại chúng là cái biểu pháp là vậy đó. Cái vô biểu nghĩa là mình đã có cái đó mà nó ẩn bên trong, khi đủ duyên gặp cái đó là nó biểu lộ ra ngoài. Thương ghét cái gì nó cũng biểu lộ ra hết. Nhưng mà khi cái vô biểu sắc đó đó, nó biểu lộ thiện thường, thì nó thành ra gì? Biểu nghiệp của thiện. Còn nếu mà cái bực bội mình cứ biểu hiện hoài thì nó thành cái biểu hiện của bất thiện, của ác. Thế thôi. Cho nên các pháp nó sẵn trong tâm, và các pháp nó cũng sẵn bên ngoài. Mà hễ mà mình đủ duyên mình tiếp cái pháp đó bằng tâm an thì tức khắc nó an. Mà khi mình không thích cái pháp đó là cái pháp đó dù nó an mà sẵn mình không thích rồi thì nó vẫn là bất an. Thì Pháp Hòa sẵn trả lời câu này: vô biểu pháp hay là vô biểu nghiệp? Vô biểu nghiệp là nghiệp hay là sắc cũng là nó. Nhưng mà thường là cái sắc là gì? Cái sắc tướng đôi khi nó ẩn bên trong mình không thấy. Có nhiều khi mình đi vô trong một cái nhà vệ sinh công cộng đó, mình thấy ai để quên chiếc nhẫn hột xoàn, vừa thấy cái chạy tới cầm lên liền. Mình biết nghề mà, giả để trả lại. Nếu mà thiệt á, cất liền. Cho nên trong cái giới Bồ Tát á, nó có cái trường hợp là nhân phạm giới, duyên phạm giới, nghiệp phạm giới. Nghĩa là mình có cái nhân
của ăn cắp. Nhưng mà khi cái gì nó để bên ngoài, nó là cái duyên, nó làm cho cái tâm tham mình sinh, trời duyên, rồi mình nghĩ ra cách nào để mình lấy, gọi là cách thức trộm cắp. Nhưng ba cái đó phối hợp, có nhân, có duyên, có cách thức, thì nó thành ra nghiệp ăn cắp. Mình cũng thích người ta thương mình lắm. Thật sự là mình là con người mà ai thương mình cũng khoái à. Cho nên khi mà người bình thường mình không biểu hiện gì mà biết người đó có ý với mình, cái đi tới đi lui, đi tới đi lui, ngồi ăn nó khéo hơn chút, làm gì khéo chứ, mình biết người đó thích. Còn nếu mà người đó không thích bình thường. Cho nên khi mình biết cái người nào mình thích mình rồi là mình bắt đầu mình biểu lên rồi. Mà mình biết là cái mình bây giờ là người rất là quan trọng, cho nên bước vô chỗ đó là mình nói tiếng cao lên cho người ta biết tôi đang ở đây. Cho nên cái biểu pháp. Mà quý vị thấy là khi giận, khi tức, khi gì đó, nó có hết trong cái tâm thức của mình. Và cái mà không thì gọi là vô biểu. Mà khi đủ duyên thì nó hiện biểu. Hiện biểu cái sắc đó, nó biểu hiện cái sắc đó. Và vì vậy cho nên cái sự tu tập của chúng ta có đôi lúc nó chưa biểu ra cái pháp, mà mình đã thấy nó rồi. Mình thấy nó rồi để mình chuyển được nó. Thế là mình chuyển cái pháp tu. Và mình chuyển cái tu đó. Tu là mình chuyển nó khi nó chưa sinh khởi. Nếu mà nó thành sinh khởi thì gọi là tướng. Mà nó chưa có thì gọi là tánh. Ví dụ như người ta thọ giới, thì mình đi tới cái chuyện gọi là giết người là cái tướng giết nó đã thành rồi. Cho nên tại sao ai chọc giận mình đó, mình nói tôi mà có cây rồi tôi đập cho nó chết, thiếu gì cái câu mình nói, nhưng mà tại sao mình cứ khởi cái đó, thì lâu ngày nó thành cái biểu nghiệp. Cho mình phải cẩn thận cái đó. Thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt thì với cái chủ đề là do ban tổ chức đề ra là bình an trong giáo pháp Như Lai, thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng là Pháp Hòa muốn nói với đại chúng là để mình rõ hơn là giáo pháp nó bàn bạc như thế này. Giáo là dạy, pháp là phương pháp, là con đường. Thì bất cứ pháp nào cũng trở thành ra pháp để mình học, dù đó là thiện hay không thiện. Nếu mình nhận ra đây là bài học đích đáng cho đời mình thì lập tức nó bình an. Mà pháp nào nó hiện khởi, chẳng qua là mình không nhận nó, mình không an thôi, chứ thật sự nó bản chất nó không hề có cái gì an hay là không an cả. Ví dụ như giờ cái chậu hoa này ngồi đây là một pháp nè. Nhưng mà thầy từ giác, thầy pháp quán, thầy không có nhu cầu thấy Pháp Hòa, cho nên thầy ngồi, thầy liêm diêm, thầy khỏe, thầy hạnh phúc. Nhưng mà nếu một vị nào mà ngồi ngay đó mà rất là bực với cái bình hoa này vì đã cản không thấy mặt được của Pháp Hòa, thì tự nhiên cái pháp này nó bất an. Vậy thì cái bình hoa này bản chất nó không có cái gì an hay là không an hết. Hay là cái chuông này nãy giờ ở đây cũng vậy nè, không biết góc này có an không, dám nói không an. Nhưng mà nếu như mà nói không sao, I'm okay, nhưng mà if better you move it. Thật nữa ra quý vị thấy nhiều khi mọi sự mọi việc trong cuộc sống này, Pháp Hòa muốn nói với đại, muốn thưa đại chúng là cái chữ pháp để mình hiểu cho rõ là mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống. Và nếu chúng ta nhận nó bằng cách nào, nó đều là cái pháp để mình học, để mình thay đổi được mình hết. Dù người đó không có dễ thương, nhưng họ cũng là một pháp để mình quán nhìn. Và mình thấy rằng nếu mình làm y như người này thì mình cũng sẽ không dễ thương như họ. Thì cũng là một pháp, thì tự nhiên mình an lạc lại liền. Và có nhiều khi mình phải suy nghĩ vậy nè, sở dĩ người ta như vậy là tại vì người ta ở trong môi trường đó, hay cuộc đời đã dồn dập để cho người ta phải đi đến cuộc đời như vậy. Cho mình thông cảm được người ta thì tự nhiên cái thông cảm cũng là một pháp để mình có thể tha thứ nhẹ nhàng. Cho nên người xưa thường nhắc mình đó, nếu muốn mình tha thứ cho người khác thì hãy nghĩ người khác là mình. Thì mình đã từng mình muốn tha thứ mình mà, thì nhìn người khác là mình thì mình tha thứ được.
Nhưng mà nếu mình muốn thương được người ta thì phải nghĩ mình là người ta, để mình có thể, tại vì ai cũng thương mình, mà thương mình thì sẽ thương mình. Thì đó là một cái pháp khác để chúng ta làm cho tất cả các pháp mà chúng ta đặt ra là bất an trở thành ra pháp an. Cho nên á, ở trong cái phẩm phổ, trong cái cuốn Ngũ Bách Danh Quan Âm, tức là 500 danh hiệu mà chúng ta lại đúng không? Có nhiều cái câu rất là hay. Ví dụ như cái câu là Nam Mô Sử Đồng Dược Biến Thành Cam Lộ Tương Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin kính lễ Đức Bồ Tát Quan Âm, người có năng lực khiến dù là thuốc độc cũng trở thành ra cam lộ. Vậy Đức Quan Âm có năng lực đó bằng cách nào? Vì chúng ta có sự tu tập, chúng ta vẫn có thể biến những cái độc tố trở thành ra những cái sinh tố. Và nhưng nếu chúng ta không hiểu được thì sinh tố cũng có thể trở thành ra ví dụ như mỗi ngày chúng ta uống sinh tố, nhưng mà bên cạnh những ly sinh tố chúng ta uống thì chúng ta rất nhiều sự giận hờn tức tối phiền não, thì nó đốt hết tất cả những sinh tố mà chúng ta đưa vào, cho nên rốt cuộc chúng ta vẫn không. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ như các vị nào mà coi ngày, người nào mà thích coi ngày thì cái căn bản coi ngày là coi sao? Đây Pháp Hòa nói căn bản thôi nha. Ví dụ mình biết thì thấy mình dở lịch ra, mình dở lịch cho mình thấy hôm nay có bao nhiêu sao tốt, bao nhiêu cái sao xấu, và bao nhiêu cái trực tốt, mà tùy theo việc mình chọn trực. Thí dụ như là trực kiến, trực khai, trực bình, trực bế, trực thâu, thì thường thường nó có mấy cái trực đó. Thì bây giờ nếu mình chọn cái trực xong mình chọn gì nữa biết không? Hôm nay có bao nhiêu gọi là hung thần và cát thần. Mà nếu tùy việc làm của mình, thí dụ như mình khai trương hay mình đám cưới, cái mình thích gì nữa không? Hôm nay có bức có tương hội, có tam hợp, có gì gì đó mà mình đọc thì mình thấy sao nó tốt thì chọn. Mình đâu biết gì đâu, nhưng mà căn bản thấy cái nào tốt hơn thì mình chọn, thì mình biết cái nào xấu ít thì nó sẽ giảm. Cũng vậy thôi, trong cuộc sống hàng ngày của mình nó không khác. Và Pháp Hòa nói căn bản với những người mà ta không biết gì hết mà ta thích coi mấy cái lịch. Có nhiều khi đi mua vé máy bay phải lựa. Mình là Phật tử, không tin, mình cũng định không đó. Nhưng mà không kể thử tốt hơn. Ngày 13 là đi nha, ngồi ghế mà số lẻ không ngồi nha, nhất là số 13. Cho nên thưa đại chúng, tất cả các pháp là tùy theo theo cái nhìn của mình. Thì đó là cái điều mà Pháp Hòa muốn thưa. Mình thấy cái nào nó, cái pháp nào nó tốt hay là không tốt đều là cái pháp để cho chúng ta biểu hiện cái pháp tu của mình. Mình muốn có cái pháp của mình gì? Pháp của mình là pháp gì? Pháp tu. Còn mọi cái hiện tượng xung quanh nó xảy ra là những cái pháp trồi lên hợp xuống, đó là pháp lai. Còn mình là pháp gì? Pháp như. Pháp của mình là như. Cho nên mình nhìn quán tất cả các pháp, nó cứ đến rồi đi, đến rồi đi. Đó là các pháp nó lại. Còn pháp của mình là như. Như là gì? Như vậy, như thị. Quý vị có thể nhớ là cái bài hôm qua có bà nói như thế không? Phật pháp bao gồm 8 vạn tư, tu hành không thiếu cũng không như, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Vậy thì bây giờ, vậy thì bây giờ trong cuộc sống này, pháp nào cũng sẽ lai, nhưng mình sẽ có một pháp như để mình tiếp nhận các pháp lai. Mà pháp nào lai mình cũng độ được hết thì mình là như lai. Giờ đại chúng còn giờ để mình có vài câu hỏi không? Bây giờ trước khi thật ra thì câu hỏi cũng còn nhiều, nhưng mà không dịch. Dạ, con cái bệnh thầy, còn 37 phút nữa. Thầy vui lòng cho chúng con đặt
một vài câu hỏi online ở trong hội trường này, thì xin dành 30 phút để cho quý vị trong hội trường hỏi trực tiếp với Thầy những câu hỏi quan trọng, những câu hỏi cần thiết và nó có thể chuyển hóa được cho mình, cho người, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi trực tiếp với Thầy thì có thể là tốt nhất. Thì xin ưu tiên cho 3 câu hỏi trong hội trường ngày hôm nay. Xin quý vị có một câu hỏi được đưa tay lên. Nhớ hỏi dễ dễ. Cho con có một câu hỏi. Sở dĩ câu hỏi con này là bởi vì hồi nãy Thầy có nói là khi Thầy vào trong nhà thờ đó, thì có người sẽ thắc mắc tại sao con là một thầy chùa đi vào một nơi giáo đường lại như thế. Chính vì thế nó liên quan đến cái câu hỏi này của cuộc đời con. Làm sao để cho người khác hiểu là con có quyền được như vậy anh gặp Phật? Dạ con xin tóm câu hỏi là một người Phật tử thì con có thể giữ được hai đạo hay không? Đó là câu hỏi của chị. Thì xin Thầy cho chị một lời giải đáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là bây giờ cuối tuần chị cũng đi nhà thờ, rồi thỉnh thoảng chị có đi chùa không? Hay là ở nhà nghe pháp thôi? Thỉnh thoảng thôi, không cần thường, nhưng mà thỉnh thoảng đi chùa ít hơn đi nhà thờ đúng không? Mà vô nhà thờ Chúa cũng đâu có nói gì đúng không? Mà tới Phật Phật cũng ok mà phải không? Rồi được rồi. Hai ông cụ ở trên mà không nói gì, người xung quanh nói được nghe. Dạ, xin cho một câu hỏi khác. Xin quý vị nào có câu hỏi, xin đưa cái tay của mình lên. Dạ, mô Phật, con chào Thầy. Con đi, con tỷ sao con nói vậy thôi. Con cũng mới bị mất đứa con đó, 9 tuổi đó. Nhưng mà con không biết làm sao để mà suy nghĩ con thấy con khó suy nghĩ quá. Thì con một mình con muốn hỏi ứng cho con của con, nhưng mà trong lòng con bất an quá. Con thấy con đau quá, con không biết từ chỗ nào để con được cái sự đau này nó dịu lại, hay làm sao trong cái đau này của con nó cô tự làm cho con sống lại bình thường đó. Thì con làm được, con muốn Thầy giúp cho con. Con xin lỗi Thầy. Mô Phật. Tức là ý của chị là giống như là cái một mặt chị vẫn hồi hướng cho con, nhưng mà cái mặt khác là chị khó chấp nhận chị mất một đứa con, phải vậy không? Hay là sao? Cháu mất được bao lâu rồi? Không sao chị, tất cả cái vết thương nào nó cũng sẽ lành theo thời gian. Chị mới mất đứa con, chị có mới mấy tháng, tức là chưa đầy 50 ngày. Thành thử ra bây giờ chị đau khổ, chị buồn, điều đó đương nhiên thôi. Nếu mà con chết mà mình vẫn dửng dưng, mình bình thường như không có chuyện gì, đó là cái đó là không bất thường đó, phải không? Còn con mình mất, mình đau khổ, mình buồn phiền, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ không ai làm được gì, và chị có ai khuyên gì thì khuyên, nhưng thủy chung cái đau vẫn là của chị. Tại vì kim chưa chích tới mọi người thì mọi người đâu có biết đau gì đâu. Bây giờ ai có tới với chị thì nói thôi đừng có buồn, đời là vô thường, sống mai chết mai, cái đó ai nói cũng được hết á. Nhưng mà cái quan trọng là bản thân mình là một con người, mình mất một người thương, mà nhất là đứa con của mình, mà chị có buồn khổ là chuyện thường. Bây giờ cái vết thương đó sẽ từ từ lành.
Nhưng mà cái việc chị có thể làm cho cháu là bây giờ chị không nuôi nó được trong đời này, thì chị hãy nuôi nó để nó có đủ ở đời sau, bằng cách là mình tụng kinh niệm Phật, bố thí làm lành hồi hướng cho cháu. Nếu nó đủ phước nó tái sinh thì nó tiếp tục được một cuộc sống dài hơn, khỏe hơn ở những gia đình tốt đẹp. Chị hiểu ý không? Mình không nuôi nó được ngay trong đời này thì mình sẽ nuôi nó ở bằng cái hình thức khác, nhờ người khác nuôi nó. Mình không có gửi tiền mà gửi phước. Bây giờ nó, mình yên lòng là nó sẽ có người khác nuôi, và mình được người khác nuôi con mình, và mình sẽ gửi phước thường xuyên tới cho họ, để nhờ đó mà con mình được cuộc sống tốt hơn, vì nó có duyên với mình tới đó thôi. Và nếu chị sống được như vậy thì cháu nó có đi nó cũng sẽ nhẹ nhàng, vì nó thấy rằng nó không phải là cái người đã làm khổ mẹ quá lâu. Còn hiện tại chị có buồn đó là chuyện bình thường, vì nó còn mới quá. Dạ, được rồi chị. Dạ, mua Phật. Cảm ơn chị. Dạ, kính bạch thầy, con có cái câu hỏi này mà đã cũng gần 80 năm rồi, 79 năm rồi, mà con chưa có cái lời giải đáp, thì kính xin thầy trả lời cho con. Là mọi người đều biết là khi mình chết đi, mình không có đem đi được tiền tài danh vọng, kiến thức thì mình cũng không đem đi được hết, mà khi mình chết đi thì chỉ có cái tình thương vị tha mình đem đi được thôi. Tức là mình khi mình sống, mình giúp đỡ người khác với tất cả cái tấm lòng hoan hỷ. Mà tại sao ở trong cuộc đời này, từ trong gia đình ra cái xã hội, người ta làm khổ nhau vì cái tiền, vì cái danh vọng, vì cái thách thức, ai cũng biết vậy hết. Con có anh bạn mà anh giàu lắm, con thì có cái hội từ thiện nhỏ, thì con muốn trước khi con vô nhà thương thăm á, thì con có nói là nếu mà anh có thể cho được cái hội từ thiện của con á lấy 5.000 đồng để mà con bảo trợ cho sinh viên và học sinh á, nhưng mà anh không trả lời, tại vì anh nói anh phải hỏi vợ anh cuối cùng thì anh ra đi, mà anh rất là già, mà bây giờ vợ thì con có xin được thì con hỏi tại sao có nhiều người người ta già lắm mà người ta biết chết không đem đi được tiền, mà tại sao người ta không bố thí nè, thì trả lời với con. Dạ, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và cũng tỉnh thầy. Hồi nãy trong cái câu hỏi bác có một câu là người ta vẫn biết là tiền của không đem được, mà tại sao người ta cứ sống người ta làm khổ nhau. Bác cũng đang làm khổ em đó. Bác làm khổ em là chuyện người ta không đưa tiền mà bác hỏi em. Thôi được rồi, để lát em gom. Lát em gom được em như em đưa cho cái chị hết khổ nghe. Thưa đại chúng, cái điều bác nói cũng nó rất thật. Nhưng mà mình nhớ là cuộc đời này chúng ta gọi là cõi ta bà. Mà ta bà là nó đủ 5 yếu tố để gọi là ta bà. Đó là cái ô trượt của kiếp sống, ô trượt của cái nhìn, ô trượt của phiền não, ô trượt của mạng, gọi là kiếp trượt, mạng trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Nói chung là tất cả những cái xung quanh nó trượt. Vì 5 cái trượt đó nó mới tạo thành ra một yếu tố của ta bà. Và nếu như cuộc đời này ai cũng làm giống mình hết thì không có gì để phải nói. Bây giờ mình không gõ cửa được nhà băng người ta, lẽ ra mình phải bình thường. Không có tiền đã là một cái lỗ, lỗ lã, rồi giờ buồn ta nữa, 2 lỗ.
mà mình buồn kiểu đó mà người ta biết được người ta cúp luôn. Bây giờ á, không gõ được nhà băng thì hãy gõ cửa trái tim. Nếu chưa biết gõ, về gõ lên Google bài hát gõ cửa trái tim. Pháp Hòa chọc bác vậy thôi, nhưng mà ý Pháp Hòa chỉ muốn thưa như thế này nè. Cuộc đời này á, nếu mình gọi là bố thí thì hằng hà sa số thứ để thí. Nếu gọi muốn xin thì có nhiều cái để mình xin lắm. Nếu mình xin chưa được tiền của người đó thì ít nhất mình xin được tình thương của họ. Mình thương được lời, một cái lời chúc phúc của họ, ngay cả mình. Thí dụ mình thấy người nghèo mình không có tiền mình cho, thì trong tâm mình khởi lên thôi, nguyện cho người này sớm thoát được cảnh nghèo, có đủ cơm ăn áo mặc. Không dám nói là dư, bởi vì phước báo mỗi người mỗi khác. Bây giờ ăn còn chưa có, lấy gì có dư. Thôi có đủ là đã mừng. Bạn thấy không? Còn nếu mình làm từ thiện, 5.000 đó có cho đi nữa cũng không đủ cho bác làm. Đã là từ thiện thì cái khổ của chúng sanh nó vô lượng. Cho nên mà mấy chục năm nay không có 5.000 đó mình cũng bình an. Mà tại sao bây giờ chỉ có 5.000 không có mà bất an? Không, thành thử ra mình nêu là mình tốt, nhưng mà đây cũng để có cơ hội để mọi người để thấy. Có nhiều khi á, cái đó cũng là một pháp nha. Người ta không cho tiền cũng là một pháp. Rồi mình dính mắc vô cái đó cũng là một pháp. Thôi nhẹ nhàng. Mình thật sự hội từ thiện vẫn tiếp tục mà, đâu có ngưng đâu, phải không? Cho nên á, mình có 5 đồng mà có vô lượng cái 5 đồng, nó vẫn hơn là cái 5.000. Thật ra nhiều khi á, mình với họ chưa đủ duyên thôi, chứ họ không phải không làm từ thiện. Bất có thể họ đã làm từ thiện ở một nơi khác, với người nào khác, chứ không phải với mình. Thành thử ra miễn người đó có khả năng giúp được đỡ ai thì đã vui vẻ rồi. Cho nên nói tóm lại, xưa giờ không có cái số tiền đó mình cũng bình thường. Mà cho dù có số tiền đó, việc làm của mình cũng không đủ. Vì cái từ cái nghèo của chúng của người ta quá trời quá đất mà, phải không? Có thì mình làm thêm. Thật sự mình chỉ là người thừa nhận cái tiền đó đi làm lại thôi. Có nhiều thì mình làm nhiều, có ít thì mình làm ít. Cái quan trọng là tâm mình bình an với tất cả việc đến đi ít nhiều, để mình đủ để gọi là làm từ thiện. Tại vì từ là từ bi, thiện là khéo hay là tốt. Muốn làm từ thiện thì mình phải là thiện nguyện. Thường thường là hai từ, đi làm thiện nguyện nghĩa là mình nguyện làm việc thiện. Mà muốn làm được việc thiện thì tâm mình cứ thiện. Ai cho thì mình nhận mình làm. Sẵn nói như vậy thì Pháp Hòa thưa, Pháp Hòa cũng bị chứ không phải là không. Mình nói chữ bị là để kể cho đại chúng nghe chứ không có buồn gì hết đó. Ví dụ có một cái vị đó đến, thấy hoàn cảnh xây chùa, thì cái vị đó mới nói tôi hứa cúng. Sau đó vị đó về gửi cái check. Gửi cái check tới, cái vừa chùa vừa nhận cái gọi tới, nó thầy đừng cash nha, nhà con có chuyện phải xài. Không lẽ mình nói ê no way. Vô tai quan rồi. Thật sự họ có cúng 50.000 đi nữa, việc làm Phật sự mình cũng không đủ. Nhưng mà nếu người ta cần 50.000 đó để giải quyết cái khổ của gia đình người ta thì mình nên hy sinh chuyện đó. Thì Pháp Hòa mới nói dạ không sao cô. Cổ mới nói con đang có chuyện, vài bữa nữa con giải quyết xong rồi con gửi lại cho thầy. 7 năm sau, một hôm cô gọi tới, cô nói ô hồi trước con hứa cho thầy chuyện đó mà thôi giờ con cancel nha, con phải bận làm việc thiện chỗ khác. Hoàn toàn không có gì buồn, vì cũng là việc thiện thôi. Chuyện thứ hai, khi Pháp Hòa đi mua đất Tây Thiên thì mượn tiền, thì cái vị đó hứa cúng, gửi tiền cúng đàng hoàng. Cúng xong rồi thì đâu chừng mấy tháng sau gọi tới đây, thầy cho con xin lại. Tại vì bây giờ nhà con biết con cúng cái tiền đó con phải xin lại.
Pháp Hòa chẳng những đi mượn tiền, gửi đủ cái số tiền đó, mà Pháp Hòa còn viết một lá thơ như là cái tiền này Pháp Hòa mượn để gia đình người ta yên thắm. Pháp Hòa gửi lá thơ: ồ, cảm ơn gia đình cô đã giúp cho chùa vượt qua cái khó khăn trong thời gian qua. Hôm nay chùa đã có khả năng, xin gửi lại để cho cô lo công việc của gia đình. Nếu mình làm ngang nó không, đâu có nói làm chuyện cúng từ thiện mà làm gì có chuyện xin lại, phải không? Mà nếu mình không dễ thương mình gửi không, nhưng Pháp Hòa sợ gia đình người ta có chuyện mất hạnh phúc nếu phát hiện mất cái số tiền đó, thôi mình viết một lá thơ gửi trả lại với một lá thơ là cảm ơn người đó để gia đình người ta yên tâm. Chợ đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa, cuộc sống này người ta có thể bố thí cho mình dù chỉ một lời nói, dù là một cái tùy hỷ cũng là bố thí. Còn cái thu nhận được bao nhiêu cũng không đủ đâu, tại vì cái tâm từ bi mình muốn làm thì việc thiện thì biết bao nhiêu người khổ. Nhưng mà cái quan trọng là đừng vì cái mình đã mất cái đó, tạm gọi là mất đi, nhưng mà mình không mất cái tâm buồn, không? Nếu mà Đức Phật Thích Ca đó mà buồn cõi ta bà này đó là ngài đi lâu rồi, vì ngài thấy ngài cũng làm ăn lỗ lã mà. Quý vị thấy không, mình lỡ mình xin toàn là chuyện quan trọng không à, mà đưa ngài có nảy chuối à. Rồi Quan Âm Bồ Tát cũng vậy, quý vị về mấy cái chùa quê Việt Nam, trời không biết khấn gì mà khấn xong tròn cái Đức Quan Âm như là cái áo hát hồ quảng vậy đó. Chùa không có treo mấy cái đó được, Đức Quan Âm đâu có cần mấy cái áo đó mà tròn. Nhưng mà giờ người ta lỡ người ta hứa rồi, ta nói kỳ này mà con chúng ấp phe con cúng Đức Quan Âm cái áo bào, cái áo mà trong giây phút chia tay sáng nhìn ngã lìa đời. Nó tròn cái áo đó đó, mà Quan Âm cũng quyết làm sao bắt ấn chịu thôi, cho nó nhẹ nhàng. Nếu mà nói làm ăn lỗ là lỗ dữ lắm, nhưng mà mình không có ngại chuyện đó. Cuộc đời này thật sự mà nói, mình mất chỗ này thì chỗ khác cũng tới, bác yên tâm nha, nhẹ nhàng. Các con cho tiền lại để nhớ xin vừa được nghe. Xin một câu hỏi khác. Dạ. Sao phải bên đây không? Bên đây có ai hỏi hả? Phật ở trên kia cao quá. Why does suffering exist in the world? Why do so many humans wish to cause harm to others for their own pleasure or enjoyment? Thầy không hiểu con hỏi gì, mà thầy nghe chữ mô Phật là thầy khoái. Nhưng mà trước hết là xin đại chúng cho em tràng pháo tay là thứ nhất là con lãnh được giải can đảm. Cái thứ hai là con hỏi câu hỏi rất là hay. Em nó hỏi là tại sao cuộc đời này có quá nhiều khổ đau, và con người cứ nghĩ ra nhiều cách để là hãm hại lẫn nhau. Is that your question, right? Đúng không? Hay quá, nó dơ hai sừng. To tell you the truth, if I know the answer, I will be the Buddha. Your question is very good, and I think that is the question everybody, you know, question. But because we live in this world, and sometimes we did not cultivate our loving kindness enough within us, so that's why we still have a lot of against suffering and harmful each other. So we do not have power to turn this whole world become the heaven.
But we do have enough power to turn ourselves as much as we can, especially our loving kindness. You cannot make the whole city in a peace, but first of all, make yourself at peace, your family at peace, right? Because we always say that peace in oneself, peace in the world. So we cannot turn the big world. Make sure you make your small world first. Every time when you raise the negative thought in yourself, and you should know that this is negative, you should transform your thinking, your thought into positive. And that is the way you transform the negatives within you. If we cannot do the big, let's do the small within our capacity and people influenced by us. Let's say Thầy cannot make the whole people in happiness, but I will try my best to make within my capacity. That's why I still travel. Anywhere I travel, I will try my best to share with them whatever I learn, I practice, I know. And if, let's say if today we have thousands of people here, they're happy with what I share, they can follow with what I share with them, we still already have thousands of people at peace. So do not wait until you can bring the whole world at peace. Let's do something within your capacity first. Và xin cho một câu hỏi cuối cùng thôi, ưu tiên cho Tiên. Dạ, rồi, mời anh trả lời bên kia câu hỏi cuối cùng để dành thời gian cho chúng ta chụp hình, cho mọi người chụp hình, không đây quan trọng lắm. Nó có một bài hát đó, Phật ở trên kia cao quá. Vì sao đồ ngang á. I would like to ask, Buddhism is a science or Buddhism is a religion? Con muốn hỏi là, con muốn được nghe thầy nói về đạo Phật, tức đạo Phật là khoa học hay đạo Phật là một cái tôn giáo? Cảm ơn anh. Lâu lâu nghe là cũng dễ thương nhỉ? When you come into this hall, which way you come in? Some of you will come in by this way. Some of you will come in by this way. We have four different entrances. So no matter what entrance you come, you still have the main goal that you come here to sit, to listen, and to see Thai. Buddhism is the same. You can view Buddhism as a religion, as the philosophy, as the way to live. Because according to what do you need, you can receive Buddhism in that way, as long as you're happy with it. Medications have the capacity to heal different kind of sickness. So depends on what kind of problems you have, then you can take the right pills, the right medication for yourself. So once you take that good, that doesn't mean that is number one. But next time you have different kind of sickness, you will take different medications. So again, Buddhism is the way of life. Buddhism is a philosophy, it's a scientific, it's a religion. All because it depends on how you come in and how you need it. Some of the family, they never know anything about Buddhism. But once their family member passed away, they come to the temple and ask for the funeral service. So what do they come to Buddhism? Service, funeral service. So after that funeral service, they have a chance to learn more about Buddhism. Now they improve their knowledge about Buddhism, their practice about Buddhism, their awareness about Buddhism. They can move their practice deeper, not by the door of believer.
not by the door of religion, not by the door of services. So Buddhism is the combination, depends, because this is the place where can we can we are the pharmacist to offer different kind of medications for different kind of disease. Cái câu hỏi là đạo Phật là một tôn giáo hay là khoa học? Thật ra thì đạo Phật có đủ. Và tùy theo như hồi nãy Pháp Hòa nói, ở trong hội trường này có bốn cửa vô. Ai vô cửa nào cũng được, miễn là họ có cửa vô đây để họ nghe Pháp. Cũng như thế, có những người đến với đạo Phật bằng con đường của đức tin, có những người đến với đạo Phật bằng con đường của triết lý, và thậm chí có những người đến với đạo Phật chỉ vì những món chay của nhà chùa. Không sao cả, tại vì Pháp nào cũng là Phật Pháp, tùy theo cái lúc đó anh cần Pháp gì. Cái người người ta đói mà không cho ăn, mà bắt ta nghe Pháp là nhất định không thể nghe được. Bởi vì trên thực tế có thực mới dựng được đạo. Bây giờ tôi cần ăn, anh cho tôi ăn thì nói gì nói. Mà ăn phải ngon rồi nha. Ta nói cuộc sống mà. Tùy theo người bệnh đến cái nào thì Phật giáo đều có thể ứng dụng được hết. Phật giáo như những toa thuốc, tùy bệnh mà cho, và không có thuốc nào là hơn hết. Bệnh nào thuốc nấy. Ngài Ấn Quang thường nói đó, Pháp không phân cao thấp, trị được tâm bệnh chúng sanh là Pháp tốt. Thuốc không phân hay dở, thuốc nào trị được lành bệnh là thuốc hay. Nếu mình uống cái thuốc đó mà mình cho nó là hết bệnh, mà mình cho nó là số 1, thì mình chưa phải là đạo Phật. Vì đạo Phật không bao giờ đóng khung một cái món thuốc nào, thậm chí còn phải gia giảm phương thuốc tùy theo cái cơ thể bệnh tình của người đó. Đứa con nít dưới 12 tuổi vẫn có thể cho uống Tylenol, nhưng không thể một viên thuốc 500mg mà có thể nửa viên thôi. Và một người lớn 500 không đủ, có thể tăng lên 2 viên 1000mg, cũng là Tylenol trị nhức đầu, trị cảm. Mà tại sao với người này mình chỉ cho nửa viên, mà với người kia mình lại cho 2 viên? Vì mình là một thầy thuốc giỏi. Đức Phật là một lương y, có thể bắt mạch cho thuốc. Và chúng ta là những người phân phối thuốc, phải biết điều chế, ghi toa để tùy mỗi người nhận phương thuốc đó. Vậy gọi là đạo Phật. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị ăn cơm hết chưa? Mà chưa thì tối về ăn. Còn bây giờ phải ngồi đây chịu trận. Kính thưa đại chúng, Pháp Hòa lần cuối cùng đến thành phố Memphis, ngay tu viện Quan Âm này, trong cái bài giảng năm 2010 nhân dịp Phật Ngọc. Và sau lần đó thì Pháp Hòa không có cơ hội để trở về lại đây sau 14 năm. Hôm nay là 14 năm sau mới lại gặp nhau, thì mình sẽ ca cái bài 14 năm tình cũ thay vì chỉ có 10 năm. Nhưng mà Pháp Hòa cũng rất là vui vì khi đến lại tu viện Quan Âm thì nó có một cái đại sự xảy ra, đó là chùa bị cúp điện. Cho bây giờ quý vị thấy là sở dĩ tối hôm nay chúng ta có được cái điện để mà chúng ta dùng cái loa âm thanh như thế này, đó là nhờ cái máy phát điện, chứ thật sự là điện chùa không có. Và đại Pháp Hòa có nói với thầy trụ trì thôi, nếu mà không có điện thì mình cứ lên nhìn nhau ngồi thiền là được rồi. Nhưng mà rốt cuộc rồi chúng ta cũng có được cái may mắn là chúng ta có được cái máy phát điện. Không biết là cái loa như vậy quý vị nghe có rõ không? Là tốt quá. Thì sau 14 năm Pháp Hòa trở lại, thì Pháp Hòa được gặp lại một số quý Phật tử mà ngày trước Pháp Hòa đã từng gặp. Và bây giờ các vị cũng vẫn còn giữ được cái đạo tâm,
giữ được cái đạo tình để mà quý vị vẫn tiếp tục đi chùa làm công quả hộ trì Phật pháp và trở lại thăm, thì tu viện Quan Âm cũng đã có nhiều cái thay đổi, xây dựng được nhiều hơn do cái công lao công sức của thầy trụ trì cũng như toàn thể đại chúng. Và một lần nữa Pháp Hòa xin được tán thán công đức của thầy cũng như chư vị Phật tử, và đặc biệt là một lần nữa kính chào và kính thăm sức khỏe của toàn thể đại chúng tối hôm nay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khi mà mình lớn lên, mình bắt đầu bắt tay vào công việc từ một cái mối quan hệ bình thường nhất như là quan hệ bạn bè, cho đến những quan hệ làm ăn, rồi quan hệ tình cảm bạn bè vợ chồng vân vân, và xa hơn nữa là các cái mối quan hệ khác. Và tất cả những việc gì chúng ta làm, chúng ta đều mang trong tâm nguyện của mình là mình muốn sự việc nó đi tới tốt đẹp. Ví dụ như mình có một mối tình bạn, mình cũng muốn cái tình bạn của mình đi đến cái chỗ tốt đẹp. Mình có một công việc làm ăn, mình cũng muốn cái công việc làm ăn này đi tới chỗ tốt đẹp. Và không ai trong chúng ta muốn bất cứ một cái bất trắc, một cái khó khăn nào nó xảy ra cả, có phải vậy không? Tuy nhiên, chúng ta thiếu đi cái phần tư duy, thiếu đi cái phần định tĩnh để chúng ta set up, tức là trang trải ra bất cứ mỗi việc làm này chúng ta thực hiện bằng cái tâm nguyện gì và bằng cách nào để giữ được cho nó lâu dài. Ví dụ quý vị nấu ăn xong, trước khi đi ngủ mình sợ cái nồi thức ăn đó hư, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải mở nắp ra, không có đậy kín quá, sợ nó bị hư. Rồi chúng ta để, nếu để trên cái lò có gas thì sợ cái ngồi lửa đó có thể sẽ làm cho nó hư, cho nên chúng ta phải nhắc nó ra. Và tốt nhất thì mình mang ra một cái chỗ thoáng mát, lấy một cái rổ đậy lên. Không thể cất vào tủ lạnh liền được, vì gì nó sẽ hư nhanh hơn. Để bên ngoài nhưng cũng sợ nó hầm, nó hư, thì chúng ta phải có một cách nào đó để bảo quản ngày mai nó không hư. Một cái cuốn mì cuốn, một cái cuốn gỏi cuốn mình cuốn xong chưa dùng tới, không thể để khơi như vậy, nó sẽ bị khô bánh tráng, cho nên chúng ta phải tìm cái bao ni lông quấn nó lại. Không có một cái món ăn nào chúng ta nhìn nó, chúng ta biết chừng nào mình ăn, mà chúng ta không tìm một cách để bảo quản nó, để chắc chắn rằng một lát nữa khi cần tới mình còn vẫn ăn được nó, có phải không? Mình đi chơi, mình đi chơi, mình mang thức ăn theo, cái nào cần phải có cái lạnh cũng phải tìm một cái thùng cooler để bỏ nước đá vào đó rồi chúng ta giữ nó. Đó chỉ mới nói một việc, chưa nói tất cả những vật dụng khác. Một chiếc xe chúng ta lái bao nhiêu tiếng cũng phải ngừng lại một chút cho cái máy nó nguội xuống, còn không thì nó sẽ bị overheat, nó burn. Như vậy thì trong tất cả việc làm của chúng ta, máy móc, vật dụng, thức ăn, chúng ta còn biết cách để ứng xử, để giữ cho nó lâu dài. Vậy mà trong bao nhiêu quan hệ chúng ta không tìm cách giữ nó để cho cái mối quan hệ lâu dài. Mà cái quan hệ tình cảm của con người mỗi ngày nó mới là quan trọng hơn tất cả các thứ khác. Bình thường mình thấy tiền quý, nhưng đụng chuyện thì tiền không bằng tình. Nhưng mà chúng ta đôi lúc vì tiền mà chúng ta làm sao? Quên tình, và chúng ta mất tình, và chúng ta đoạn tình và mất nghĩa. Người sống có hai thứ, tình với nghĩa. Có nhiều khi tình không còn, nhưng mà ta nghĩ cái nghĩa, chúng ta sống làm sao đến nỗi người ta xù luôn, tình không mà nghĩa cũng hết. Ví dụ như người đó đến với mình nói thôi, bây giờ tôi không nghĩ, tôi không còn cái tình, nhưng mà dù sao cũng còn cái nghĩa. Người đó hữu sự, tôi vẫn đến tôi giúp. Người đó đến việc gì cần, tôi vẫn có mặt. Tôi không nghĩ tới cái khác, tôi nghĩ tới cái nghĩa của ngày xưa.
Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ mất luôn cả cái cuối cùng mà lẽ ra nên có, đó là cái nghĩa mà mất luôn. Như vậy thì trong cuộc sống này, người ta trồng một cái cây á, cái trái nào ngon người ta còn giữ cái hộp giống nó lại để người ta gây giống. Trên trái cây mà còn vậy, đến cuối mùa ta trồng hoa, ta còn giữ lại một vài cái để người ta lấy những cái hạt giống nó để năm sau người ta gieo hạt. Mình như thế nào mà rốt cuộc rồi không còn lưu giữ một cái gì hết, đến nỗi khi không còn quý trọng nhau nữa thì tất cả những cái gì thuộc về mình người ta đem bỏ thùng rác hết, người ta đem đốt hết. Cho nên có một cái bài hát đó, gom bao nhiêu thơ tình đốt thành tro tàn. Đó, cái bài mà bây giờ bỏ lại trăng sao gì đó. Đó, thì thưa đại chúng, như vậy ở đây cái điều mà chúng ta cần tư duy, cần để ý lại, đó là chúng ta muốn cái này, nhưng chúng ta có cách nào để làm cho cái này nó tốt không? Cho nên sự tu tập của chúng ta là chúng ta biết chúng ta muốn làm gì và chúng ta sẽ chuẩn bị những cái gì để cho cái muốn của mình nó được tốt đẹp. Tuy cái muốn đó ở trên phương diện gọi là định nghĩa thì nó là còn tham, nhưng mà thưa đại chúng, tham nó có hai loại: tham hướng thượng hay là tham hướng hạ. Thí dụ mình tham tu là tham hướng thượng, mình tham làm lành là tham hướng thượng, mình tham ăn chay tu tập là tham hướng thượng. Chiều nay quý vị cũng tham vậy, nhưng mà tham hướng thượng xin đi về sớm hơn nửa tiếng tại vì muốn đi nghe pháp, phải không? Xin đi về sớm hơn một giờ, hoặc là hôm nay mình chuẩn bị trước thức ăn ở nhà vì mình biết chiều nay từ ở hãng mình sẽ đi thẳng về chùa luôn, không về kịp ở nhà lo cơm nước cho người thân, cho nên mình chuẩn bị trước để làm gì? Để chúng ta trọn vẹn cả đời, cả đạo, cả tình đời, cả tình đạo. Vì đó là cái chúng ta có tư duy, có suy nghĩ, đó là cái cách sống. Như vậy thì chúng ta hằng ngày chúng ta sống, chúng ta đều suy nghĩ hết á. Nhưng mà đôi khi chúng ta không đủ chánh niệm thì chúng ta những suy nghĩ tiêu cực, và cái suy nghĩ đó không đủ làm hạnh phúc cho người khác. Cuối cùng tất cả những cái đó nó chỉ hạnh phúc cho mình mà không hạnh phúc cho người khác. Ví dụ như mình hút một điếu thuốc, thì mình hút điếu thuốc thì nói theo thế gian thì rất là thích thú, rất là ngon. Nhưng mà vào đó thì cái lá phổi mình nó cũng đang đau khổ. Mới hút thì không sao, mà nhiều năm thì bắt đầu lá phổi mình nó có một cái cơ nguy là nó sẽ suy sụp. Chúng ta cũng phải trở về lắng nghe cái lá phổi của mình. 40-50 năm nay mình hút, bây giờ mình từ một lá phổi tốt bây giờ bắt đầu nó sanh bệnh, mình đã đến lúc dừng cái lại việc đó để chúng ta chuyển hướng. Hồi xưa giờ mình tham đó, tham hướng hạ, ngon cái miệng, mình gọi là hút một điếu thuốc ngon cái miệng, có hơi thuốc làm sao đó không biết, nhưng mà bù lại trong cái chiều sâu đó là một cái tổn hại. Quý vị thấy hiểu ý mà nói không? Thành thử có những cái chúng ta hưởng, nhưng mà thật sự có hưởng thọ không? Chúng ta kêu hưởng thụ á, hưởng thụ với hưởng thọ đó, nhưng mà cái đó là hưởng không thọ, hưởng không thọ, cái đó hưởng dương thôi. Dưới 60 tuổi kêu hưởng dương, người nào chết dưới 60 tuổi gọi hưởng dương, ai chết từ 60 tuổi trở lên mới gọi là hưởng thọ. Như vậy thì đời ngày xưa 100 năm, bây giờ còn 60 năm thôi, 59 tuổi chưa được gọi là hưởng thọ. Cái thấy cũng kỳ quá, thôi người ta tăng cho 3 tuổi. Có những cái phong tục đó, tăng cho người chết 3 tuổi, gọi là gì? Đó là sinh tuổi. 3 tuổi này từ đâu ra? 3 tuổi này người ta gọi là tam tài. Sinh 1 tuổi của người, sinh 1 tuổi của trời, sinh 1 tuổi của đất, nhân địa thiên hay là thiên địa nhân, 3 cái chữ đó người ta gọi là tam tài. Cho nên thỉnh thoảng có những phong tục người chết trẻ quá mình sinh thêm 3 tuổi cho họ.
Hoặc là phong tục của họ là không cần biết bao nhiêu tuổi người đó mất rồi, người thân sinh ba, tăng lên 3 tuổi cho người đó để gọi là hưởng 3 tuổi lộc của trời, của đất và của người. Thì mất quá cũng 3 tuổi thôi chứ đâu có hơn, phải không? Cho nên một khi chúng ta muốn làm điều gì, chúng ta dùng cái chữ cho. Nhưng mà có những cái cho mình gọi là cho là gì? Là bố thí. Nhưng mà có thể trong cái cho đó nó có cái trừ, nó có cái dứt, nó có cái cắt bỏ. Ví dụ như thế này, thí dụ như là mình cho người đó tiền để người đó mở tiệm làm ăn, là mình gọi là bố thí là cho. Nhưng mà trong cái cho đó là mình cho người đó, nhưng mà ở đây bên cạnh cái cho, chúng ta làm được một cái nữa là cắt bỏ. Cắt bỏ cái gì? Cắt bỏ cái bỏng sẻn, cái tham, cái ích kỷ. Bỏ được cái đó mà cho được cái của mình. Mình tha thứ cho người đó là mình cho người đó cái sự tha thứ. Nhưng trong lòng mình cũng cắt bỏ gì? Cắt bỏ được một phiền não. Như vậy trong khi cho cũng có bỏ, bỏ cái xấu để tăng cái thiện. Ví dụ như bây giờ mỗi tối mình dành 15 phút ngồi thiền tụng kinh, đó là mình cho đó. Cho ai? Cho bản thân mình. Cho con mắt mình bây giờ không có dòm ngó gì nữa hết, nhìn vào kinh. Cho lỗ tai mình không còn nghe chuyện gì nữa hết của ngày hôm đó mà nghe tiếng đọc kinh. Cho cái miệng mình không còn thị phi nữa mà chúng ta đọc lời kinh. Như vậy thì khi mình cho con mắt mình đọc kinh thì mắt mình nó giảm, nó cắt đứt được cái phiền não của cái nhìn, cắt đứt được cái phiền não của cái nghe, cắt đứt được phiền não của cái nói, cắt đứt được phiền não của cái thân. Cho nên cho nghĩa là chúng ta có cắt bỏ, và cắt bỏ cái xấu, cắt bỏ cái bất thiện ở nơi tâm của mình. Vậy thì bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta có tư duy, có chuẩn bị, và trước hết là cho người đó một niềm tin. Con của mình hồi nhỏ mình dẫn nó, ngày đầu nó đi học, có đứa nào dám đi vô trường liền đâu. Ba mẹ dẫn đi vô trường, gửi vô lớp. Chỉ vậy, cho con một niềm tin. Ngày đầu mình dẫn nó tới trường, đích thân mình dẫn đi, đích thân mình dẫn đi. Có nhiều khi cha mẹ mà muốn con mình đi tu á, cái ngày mà dẫn con mình đi tu, cha mẹ dẫn. Chứ có nhiều người á, trốn cha mẹ đi tu thì người khác dẫn, nhưng mà lúc nào cũng có ai đó dẫn mình đi vào tu. Pháp Hòa nhớ hồi đó đó, Pháp Hòa đi tu á, là Pháp Hòa lén đi. Do sư phụ mình á, cạo tóc mình á, cạo trật á, cái xong cái mình nói trời về tóc nó giống như cái miếng dừa úp lên vậy. Ông già mới thấy cái đầu kỳ quá, không hỏi ai hớt cái đầu, nó thầy ở trên dừa hớt, thôi con cạo luôn nha ba. Ông nói chứ để làm chi, coi nó kỳ quá, cạo đầu. Nhưng mà ông đâu có biết đó là do cạo đầu thôi, chứ đâu có tu hành gì đâu. Nhưng mình lợi dụng, lợi dụng ba mình nghĩ, gia đình mình nghĩ mình cạo đầu vậy lại đi tu, cho nên trốn vô chùa tu luôn. Cho nên cái ngày mình đi xuất gia, mình đi thọ giới sa di, mình đâu có dám nói. Thì cuối cùng sau khi xong hết rồi, nhờ một bác Phật tử, nhờ một bác Phật tử dẫn về, dẫn về nhà và thưa với ba mẹ rằng cháu nó đã thích con đường tu quá, thôi cô chú hoan hỷ cho cháu tu đi. Tại vì lúc đó cha mẹ mình biết mình trước sau cũng đi tu, nhưng mà kệ, ráng giữ được ngày nào giữ. Nhưng mà lúc đó cái chí, cái ý mình muốn đi tu quá chừng luôn. 15 tuổi là nhất định 15 tuổi phải đi tu. Đáng lý là mình muốn đi tu hồi 8 tuổi rồi, nhưng mà rồi bị cản trở, bị trì kè kéo cho đến khi 15 tuổi. Cho nên lúc 15 tuổi là nhất định không thể nào ở nhà nữa, chỉ muốn đi vô chùa tu thôi. Vậy thì thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm một việc gì, chúng ta muốn giúp đỡ cho ai, chúng ta cho người đó một cái niềm tin vững chắc rằng người đó có khả năng làm được. Từ hôm mà dịch bệnh tới giờ, các thầy ở chùa, các thầy đệ tử của Pháp Hòa khuyến khích các thầy
lên hướng dẫn chương trình cho người Mỹ, bắt đầu ra pháp thoại mỗi cuối tuần, vân vân, để cho các thầy có đủ cái tự tin. Bây giờ mấy chú tiểu ở trong chùa đứng ra chủ lễ mỗi ngày luôn, không cần biết tỳ kheo đi gì, một chú tiểu vẫn có thể hướng dẫn tụng kinh. Để chi? Để cho quen, để cho có đủ cái tự tin đứng trước đám đông hay là lãnh đạo một công việc. Cho nên chúng ta cần phải có một cái tự tin, và chúng ta khơi cái nguồn tự tin cho mình và cho người. Cho nên chúng ta nỗ lực khuyến khích, an ủi, dẫn dắt để cho người đó đủ tự tin trong cái công việc họ làm. Điều thứ hai, trong khi chúng ta làm những việc đó, ngoài cái niềm tự tin đó, chúng ta phải làm sao tạo cái sự hoan hỷ vui vẻ trong việc làm. Tại vì không có vui làm không có được. Để chúng để ý coi, bây giờ nè, sáng mày vô tiệm mà bữa nào mà vui á, thì muốn ở làm hết ngày. Bữa nào mà không vui là muốn bỏ tiệm đi về đó. Cái chuyện nhỏ vậy thôi đó. Huống chi một người phát tâm đi tu, một người chúng ta sống chung gần gũi với nhau mỗi ngày mà không có niềm vui. Cho nên người xưa hay nói câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mấy chú tiểu á, nhỏ nhỏ mà sở dĩ nó tu được lâu á, là tại vì nó có bạn. Nó có bạn, tới giờ đi tu tụng kinh cái nó rủ nhau nó đi tụng kinh. Tới giờ ăn nó ăn chung, nó giỡn, nó chơi chung, nó tu chung, có niềm vui nó tu mãi. Còn mà nếu mà đứa nào mà ở mình á, trừ những đứa có thượng căn, có cái căn lành, có cái ân duyên tu tập, thì bất chấp ở cỡ nào cũng ở. Chứ còn thường mà bình thường mà không có niềm vui là mùng 3, mùng 7 thôi. Đứa nào có sàn có sảy cũng ráng tới mùng 10 chứ nó không thể ở lâu được cho có cái niềm vui. Ngay khi quý vị đi chùa nè, mà thử không có hoan hỷ, không có niềm vui coi, mà bữa nào phiền não giận hờn coi thì sao? Ở nhà 2-3 tuần, đến khi nào thầy trụ trì phone tới hỏi sao, chuyện gì, thôi bỏ qua đi, rồi vuốt gian hồi mới chịu đi. Cho nên mình làm không có niềm vui không được. Cho nên bất cứ việc gì, cho nên ở tại sao ở trong chùa người Hoa đó, thay vì người ta để tượng Quan Âm ở trước lộ thiên như chùa Việt Nam, thì người Hoa không có để Quan Âm lộ thiên. Người Hoa để tượng Phật Di Lặc. Người Hoa để tượng Phật Di Lặc ở ngoài cửa chùa để chi? Để nhắc nhở mọi người đến chùa sanh tâm hoan hỷ. Đến chùa phải có cái bụng bự của Phật Di Lặc. Tại sao phải có cái bụng bự đó? Ăn nhiều hả? Dạ thưa không. Cái bụng đó có hai cái công năng. Một là có thể chứa được những điều người thế gian rất khó chứa. Đó là chứa cái gì? Chứa những cái phiền não, hay là chứa những cái gì mà người khác tâm sự, chứa những nhẫn nhục, bố thí mà người đời khó làm. Nhưng mà có công năng thứ hai là có khả năng cười, hỷ xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên cái câu người ta hay tán thán Phật Di Lặc á, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên nụ cười đó là nụ cười hỷ xả. Còn cái bụng bự đó là bụng bự có thể chứa được những điều mà người đời rất khó chứa. Mình bây giờ cũng chứa vậy mà chứa gì? Yên tâm đi, tôi chết để bụng sống để dạ, chết đem theo. Cho nên mới lấy nãy chú dằn lên dằn để cho đừng có xì. Vì vậy cho nên quý vị cũng biết rằng trong tất cả các hạnh, hạnh hoan hỷ, hạnh vui vẻ rất quan trọng. Việc gì chúng ta làm mà làm không có hoan hỷ làm không được. Pháp Hòa thường đi khóa tu hay là nhận lời tới những cái chùa giảng như những buổi như thế này. Quý vị biết nhiều khóa tu Pháp Hòa phải 3 thời cho khóa tu đó, một ngày 3 thời pháp. Một lần như vậy là 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng cũng có. Rồi buông ra thì tiếp khách chụp hình.
chưa tính chiều tối sau khi mà kết thúc vậy nè, khóa tu mà khoảng 8-9 giờ kết thúc lại có công việc khác xảy đến thì mình lại phải làm. Nhưng mà xin thưa, tất cả việc làm đó làm bằng cái tâm hoan hỷ. Pháp Hòa hay nói thôi thì Pháp Hòa đến đây rồi, nếu sức khỏe còn, thời gian còn, chùa muốn sắp xếp như thế nào thì Pháp Hòa tùy thuận, trừ trường hợp sức khỏe không có, thời gian không có thôi, chứ còn có là sắp xếp được hết. Ngày hôm nay, ngày hôm qua Pháp Hòa giảng ở cái chỗ đó tên gì, chùa Bồ Đề á, rồi sáng hôm nay đi 5 tiếng rưỡi để về đây, mới tới đây hồi 6:30 đây, rồi ngồi chơi với thầy trụ trì một chút rồi mới lên đây sinh hoạt với đại chúng. Sáng mai giảng ở chùa Chánh Tâm, sau đó rồi là đi thẳng xuống Mississippi, vì ngày mai ngày chủ nhật Pháp Hòa giảng ở đó 2 thời. Cho nên mình có niềm tin, mình có niềm vui, hai cái niềm ha. Thay vì mình niềm nỗi niềm khổ đau phiền não thì mình có được cái niềm tin là mình có khả năng và cho người khác niềm tin. Cho nên trong kinh nói, trong tất cả các công đức đó, niềm tin là công đức rất lớn. Tại sao không có niềm tin khó làm lâu lắm? Bố thí phải có niềm tin. Tại vì sao? Mình tin rằng cái bố thí của mình sẽ giúp được cho người bớt khổ. Mình nói pháp phải có niềm tin, lời pháp của mình có khả năng giúp đỡ cho từ một người tới nhiều người. Bây giờ thí dụ 100 người mà 99 người không hiểu, có người hiểu mà ta tu được, cũng nên tin cái điều đó. Cho nên ngày xưa các vị hòa thượng, các ngài có một cái năng lực đặc biệt là dù một lớp học còn có 5 người các ngài vẫn dạy. Và Pháp Hòa nhớ hồi đó thầy Pháp Hòa dạy á, con cứ mở bát quan trai hàng tháng con làm đi, nếu mà chỉ có 5 người tu, 5 người đến thọ dự cái khóa tu ngay cái ngày tu đó, mình vẫn tổ chức. Ngày nay cái tinh thần đó vẫn được duy trì cho cả hai bên Việt Nam và người Mỹ. Ở bển là mỗi tối thứ sáu, như tối hôm nay là có lớp thiền cho người Tây Phương, cho người Mỹ. Mỗi tháng một lần có một ngày quán niệm cho người Mỹ. 10 người cũng tu, 12 người cũng tu. Thậm chí có nhiều buổi sáng vô ngồi thiền, nghe pháp ăn trưa xong 20 người, ăn trưa xong còn có 5 người. Tại vì ta không có thời gian, ta tu còn có nhiêu. Cho nên nhưng mà mình có cái quyển chuyển, cho nên mình biết sắp xếp thời gian phù hợp. Giờ nào đông cho đại chúng ngồi thiền nghe pháp, còn cái giờ nào ít mình cho người ta pháp đàn học hỏi. Cho nên việc gì chúng ta làm cho ai, nhớ là việc đó chúng ta đủ cái niềm tin là mình sẽ thành tựu. Thứ hai, trong việc làm đó có đủ sự hoan hỷ và cho người ta một cái niềm hy vọng, người ta có khả năng vượt được tất cả mọi khó khăn để đi đến thành tựu. Thưa đại chúng, trong cuộc sống của mình có đôi lúc mình cảm thấy bế tắc, có đôi lúc mình cảm thấy tuyệt vọng, có đôi khi mình cảm thấy mệt mỏi, chán chường, mình muốn bỏ cuộc. Có không? Từ một cái chuyện tình cảm gia đình cho tới công việc làm ăn, thậm chí có những vị ở trong con đường tu của mình đôi lúc cũng mệt mỏi, cũng chán chường, cũng khó khăn, và gần như mình muốn buông xuôi và mình muốn quay trở về cuộc sống bình thường của mình, không muốn tiếp tục cái con đường mà chúng ta đã chọn. Nhưng mà may thay, chúng ta có giáo pháp, có niềm tin với Tam Bảo, có cái thiền quán, cho nên chúng ta giật dậy để tiếp tục cái con đường của mình. Cho nên cái niềm hy vọng rất là lớn. Hy vọng là không phải là mình hy vọng viễn vông, mà chúng ta hy vọng cái việc này nó sẽ có được một cái ánh sáng tốt. Thường thường người ta để cho mình mà thăng tiến á, thí dụ như quý vị lái xe từ ở Alabama qua đây, thì trên đường đi á, là lâu lâu quý vị nhìn cái bảng, quý vị thấy là Memphis còn bao nhiêu mile, đi một hồi có thấy bớt và thấy có lẽ gần, mặc dù chưa tới Memphis.
nhưng có đủ niềm tin rằng mình đã đi đúng đường, phải không? Tại vì mỗi ngày mình càng thấy cái số may nó nhỏ lại. Còn nếu mình đi mà sao chữ hồi Memphis nó không thấy đâu hết là mình biết mình đi trật đường rồi, phải không? Cho nên đi mà biết mình có trúng đường thì mình mặc dù chưa tới, nhưng mà trên đường đi mình thấy có những cái bảng chỉ đường, người ta nói cho mình biết là mình sắp tới, có một niềm tin. Rồi thậm chí quý vị tới cái khúc nào đó, nó còn chỉ một mai đó thôi, chưa tới, nhưng mà niềm phấn khởi, niềm hân hoan nó đã có mặt, là mình biết là mình sắp sửa tới được cái chỗ đó. Vì vậy cho nên một cái niềm tin, một sự vui vẻ, một sự hy vọng, nó gom lại để nó thành tựu được một phương tiện trong cuộc sống. Không có việc gì chúng ta làm mà thiếu cái phần phương tiện. Thông qua ví dụ chiều hôm nay tổ chức một buổi pháp thoại, chúng ta cần có một phương tiện điện để microphone, để có ánh sáng. Nhưng mà thí dụ lỡ ánh sáng không có cũng được đi, nhưng mà quan trọng là điện để cho cái hệ thống âm thanh nó tốt, để mọi người có thể nghe. Đó là một phương tiện. Trong cuộc sống chúng ta hàng ngày không có một việc gì chúng ta làm mà thiếu cái phần phương tiện. Đây, mặc áo cũng là phương tiện, vì không có vải làm cái phương tiện may vá để mà che thân. Ăn uống là một phương tiện. Vậy thì cuộc sống chúng ta nhất nhất đều là phương tiện. Thì đi làm kiếm tiền có phải là một phương tiện không? Tiền cũng là phương tiện thôi, phương tiện để chi dùng trong cuộc sống thôi. Mà hiểu nó là phương tiện thì chúng ta làm sao? Chúng ta có thể buông bỏ nó một cách nhẹ nhàng. Lỡ có mất, lỡ có một cái gì đó nó sơ sót, nó không như ý mình, chúng ta không đến nỗi buồn phiền, tức giận, mà chúng ta hiểu nó là một phương tiện. Cái thân này là một phương tiện nè. Tại vì nếu mà nó mà đối lại với phương tiện là gì? Là cứu cánh, là viên mãn, là rốt ráo. Nếu mà nó là rốt ráo thì nó đâu có già, nó đâu có bệnh, thấy không? Cho nên cái thân này là phương tiện gì? Đi lại. Pháp Hòa muốn tới đây cũng phải có một phương tiện xe cộ. Vậy thì chúng ta làm việc gì cũng cần có một phương tiện. Mà đã là phương tiện, nó không phải là mãi mãi. Chúng ta cần hiểu nó. Phương pháp tiện dụng. Chữ phương tiện là những cái phương pháp nào nó tiện lợi để chúng ta sử dụng là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì tạm thôi. Ví dụ như chiều nay, để cho đại chúng được thấy rõ Pháp Hòa, thì chùa phương tiện làm một cái bục này để ngồi lên đây nói chuyện, để đại chúng có thể thấy. Nhưng mà sau khi xong rồi thì cái bục này phải dọn đi, tại vì đã đến lúc không cần cái phương tiện này nữa, giữ đó cho việc khác. Rồi để cho đại chúng thoải mái khi ngồi nghe, chùa phương tiện để cái ghế, xong rồi dẹp ghế. Như vậy đã là phương tiện thì nó có tính cánh tạm thời, chứ không phải là mãi mãi. Mà chúng ta dính mắc nó, mà chúng ta bị khổ đau với nó, thì chúng ta sẽ có đấu tranh. Nếu con người mà tin rằng, nếu con người hiểu được cõi đời này là cõi tạm, mà nói được rằng cõi đời này là cõi tạm, mà thật sự hiểu nó là tạm, bớt đấu tranh, bớt tranh giành, bớt hơn thua, mà có cái phần tha thứ, bao dung, chia sẻ, cuộc sống nó sẽ khác hơn. Tại vì chúng ta chỉ nói thôi chứ chúng ta chưa chứng. Biết đời là tạm, nhưng mà mình sao kệ, gom được nhiều gom. Tạm mà, tạm gom cũng được, miễn nó có rủng rỉnh trong túi là mình yên tâm là mình có cái đồ tạm đó. Ngay thân này sử dụng cũng tạm thôi, chứ thật sự nó kết thúc lúc nào chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta hoàn toàn không biết nó kết thúc lúc nào. Mình coi một bộ phim, bây giờ phim nhiều tập, phim nhiều tập mà tuần ta lên có một tập à. Hồi xưa còn ra tiệm mướn được, giờ tiệm đâu mướn, cho nên ngóng ngóng phim trên YouTube. Sao bữa nay ta chưa thấy tập này ra, tập kia ra, cho nên chúng ta ngóng từng tập, hy vọng tập kế. Để chi? Để rồi mỗi ngày phải canh để mà lên mà xem. Thì trong cuộc sống này tất cả chỉ là một phương tiện. Đã là phương tiện thì tạm, chứ không phải thật sự nó mãi mãi. Hiểu được như vậy cho nên thành bại
không phải là cái chuyện để chúng ta buồn phiền, mà chúng ta biết mở lòng chấp nhận. Thí dụ nó có thất bại, thất bại bao nhiêu phần trăm để chúng ta đừng quá khổ đau. Phong và ví dụ như bây giờ mình nấu một nồi cơm mở ra sống, nếu một cái người mà nóng nảy là chửi bới lên, nhưng khoan, dở nồi cơm nó sống thôi chứ nó đâu có phải là hoàn toàn sình ương lên mà không được, sống phần trên vì nó quá nhiều gạo ít nước, vớt cái phần trên đó ra, nhìn lại phần giữa còn ăn được cái phần này, bắt đầu xớt nó ra, xới nó lên, còn không thì xới đều nó lên, thêm nước, bấm nút lại, cơm nó sẽ chín đều. Còn không vớt cái phần dư ra, mình làm một nồi thứ hai, chứ đâu phải là nó không thể ăn. Cho nên dù có thất bại, nó cũng không phải là hoàn toàn thất bại, mà nó chỉ ở một phần trăm nào thôi. Chúng ta đừng vì một phần trăm nhỏ đó mà chúng ta đánh đổ hết cả nồi cơm, bỏ vỡ hết hạnh phúc, hủy phạm hết tất cả những cái tình nghĩa mà chúng ta đã gây dựng. Nhiều khi tình bạn chơi 10 năm chỉ vì một cái việc nhỏ thôi, mất cái tình bạn đó 10 năm. Có thể chỉ vì ít tiền của, hay là một cái sự hiểu lầm, một câu chuyện, một cái vấn đề nào đó mà chúng ta mất hết. Như vậy thì chúng ta ôn lại, hình như chúng ta khuyết rất là nhiều. Thí dụ như có một cái nồi, một cặp, không biết làm sao mất cái nắp còn cái nồi, cái bộ tách nguyên bộ mình xài sao riết còn cái dĩa mất cái tách, rốt cuộc nhà mình mở cái tủ chén ra không có cái bộ nào nó đi với cái bộ nào hết á. Hãy có cái tách thiếu cái dĩa, có cái dĩa thiếu cái tách, có cái nồi thiếu cái nắp. Nhiều khi một tủ chén bát nhưng không có cái nào nó đi với cái nào hết, tại vì chúng ta không có biết sử dụng mà để mọi cái nó rời rạc lại với nhau. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, sự tu tập không có phải là gì khác hơn là chúng ta biết quay lại, nhìn lại. Vì vậy mà chúng ta thường tập ngồi tĩnh. Ngồi tĩnh để làm gì? Là giờ phút chúng ta quay trở lại, nhìn trở lại mình. Quý vị thấy không? Mỗi lần quý vị muốn sang lên đó, lái xe muốn sang lên phải nhìn cái gì? Nhìn kiến hậu, nhìn kiến vai. Tốt nhất là phải ngoáy qua, ngó cho kỹ trước khi sang lên, để bảo đảm rằng dù chỉ một cái sang lên mà không gây tai nạn bởi ba cái nhìn: nhìn kiến hậu, nhìn kiến vai và nhìn xe thật sự. Trước khi muốn lui xe cũng phải nhìn kiến hậu coi có ai không, còn kỹ nữa phải ngoáy ra nhìn phía sau. Như vậy thì quý vị để ý, không có cái gì mà chúng ta thiếu một cái nhìn. Trước khi ra đường nhịn mặt mình cái, để chi? Coi cho nó đặng. Mình coi đặng thì mình mới tự tin mình ra ngoài được. Thậm chí trong bóp mình đó, có một cái kiến nhỏ nhỏ, ăn xong nhăn răng ra. Thấy không? Nếu mà cái gì nó còn dính răng, nó chưa sạch thì mình phải làm cho nó sạch. Trong xe chỗ mình ngồi đó, nó có cái kiến nữa. Trước khi bước xuống xe phải bật cái kiến, bật đôi miếng nó xuống, nhón nhón lên nhìn coi chắc ăn rồi mới bước xuống xe. Đâu có gì sai đâu. Nhưng mà những cái đó là cái gì? Một cái nhìn. Cái đó là một cái nhìn. Mà chúng ta quên nhìn, không đủ tự tin. Mà lỡ nhiều khi mình chỉ quên nhìn thôi, cái bắt đầu chút mồ nãy, cái thấy ai nhìn mình hơi lạ lạ, mỉm mỉm cười cười là bắt đầu mình bẽn lẽn, không biết tôi có chuyện gì không. Thật sự thưa đại chúng là không có việc gì chúng ta làm mà chúng ta thiếu một cái nhìn. Mà có một cái nhìn thì việc nó sẽ khác. Mình ve xe nè, mình lái xe nè, thậm chí bước ra ngoài ăn mặc, mặc xong đứng gần ngó nhìn, bước xa xa ngắm, bước xa ra ngắm coi toàn diện mình mặc này có đẹp không. Quý thầy cũng vậy thôi, gì đắp bộ y lên xong rồi cũng phải đứng ngắm, rồi lấy tay rồi chỉnh rồi lại cho nó đàng hoàng. Để làm gì? Cái đó gọi là chỉnh y thúc đới. Hồi xưa có cái bài kệ, cái đó là chỉnh y thúc đới. Chỉnh y là sửa áo, thúc đới là buộc cái dây lưng. Ngày xưa cái lưng quần của mình nó không phải là dây thun, nó là dây gút.
Cho nên mình sử dụng rồi, mình đi vệ sinh xong rồi, mình đứng dậy mình phải rút cái dây đó lại để chắc chắn nó không có tuột. Cột cho nó kỹ, sửa lại cái áo. Nhưng ở đó các tổ lấy cái ý đó, lấy cái ý đó để đưa qua sự tu tập chỉnh y phúc đới, cầu cho chúng sanh, sửa áo buộc giải, cầu cho chúng sanh kiểm thúc căn lành, kiểm thúc căn lành không để rơi mất, kiểm thúc thiện căn bất linh tán thất. Mình chỉnh đúng để làm gì? Để không rơi mất. Chúng ta cũng vậy, khó lắm mới kiếm được một cái một mảnh tình vắt vai. Có nhiều khi đi cả đời không có mảnh tình vắt vai, khó lắm mới kiếm được mảnh tình vắt vai. Mà không biết sống làm sao, có tới mùng 2 thôi nó bye bye rồi, không tới mùng 3 nữa. Thành thứ là do mình không có biết làm sao để gìn giữ. Khó lắm mới kiếm mua được căn nhà, mua được cái xe, tìm được một người thân, xây dựng được một con sự nghiệp. Nhưng chúng ta cũng luôn nhớ rằng những cái đó chỉ mới bước đầu là chúng ta tạo dựng, còn giữ gìn nữa là một cái việc làm lâu dài. Cho nên đi tu rất gọn gàng trong một buổi lễ, nhưng giữ được chiếc áo, giữ được cái đời tu của mình là cả một quá trình lớn. Một cái lễ thành hôn ngắn gọn một tiếng, thậm chí kéo dài một ngày, nhưng mà giữ cái hôn nhân, cái hạnh phúc đó là cả đời, phải không? Mình mua được một chiếc xe, mình mua được chiếc xe, hỏi xe này của ai? Xe của tôi. Nhưng mà mỗi tháng ta ráng nhớ trả tiền để nó là của tôi, chứ không trả tiền thì nó không phải của tôi. Mua cái nhà cũng nói với mọi người là nhà của tôi, nhưng mà thử không lo mà đi làm kiếm tiền trả mortgage hàng tháng rồi nó còn của tôi không? Phải không? Cho nên cái gì mình cũng idol hết, nhưng mà rốt cuộc đồ của ai? Không phải đồ của tôi. Mình idol mà cái gì cũng idol hết, nhưng mà mình hỏi lại mình đồ của ai? Như vậy thì chúng ta muốn có, chúng ta có, nhưng mà thật sự cái có đó chưa hoàn toàn của mình nếu chúng ta không biết giữ gìn nó. Chiều hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, chúng ta gặp nhau để nhắc nhở. Tại vì nếu nói những đạo lý cao siêu thì nó không đi vào cái cuộc sống của mình. Thật sự ra đạo Phật không có rời thế gian. Nhà Phật có cái câu là Phật Pháp bất ly thế gian. Thế gian có cái gì, đạo Phật nương thế gian mà nói. Ví dụ như là hồi xưa mình không có xe hơi, bây giờ qua nước Mỹ, nước Canada, nước ngoài phần lớn ai cũng có xe hơi hết. Cho nên trong những cái bài kệ sách vở đạo Phật tu tập phải có bài kệ lái xe hơi. Bây giờ đây là bài kinh lái xe nè: trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Hả? Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Hồi thời Phật không có kinh nói điện thoại, bây giờ mình nói điện thoại nhiều quá, bây giờ có bài kinh nói điện thoại: tiếng đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Bây giờ có kinh nói điện thoại. Cho nên mình hay nói người ta giận, người ta cúp phone nửa chừng á, nếu mình lỡ ai bị trường hợp đó, viết cái bài kệ đó dán ngay cái phone. Điện thoại nó vừa reo, cầm lên hít thở dài hơi: tiếng đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Vậy là chùa này bắt đầu linh rồi đó. Đang nói điện thoại nó nổi lên điện. Bây giờ đại chúng hiểu thế nào là đạo Phật đi vào cuộc đời không? Hồi xưa không có những cái đó, nhưng nếu cuộc đời này có cái gì thì đạo Phật sẽ nương vào cái đó để làm cho cái đạo lý đó càng thêm sáng nghĩa. Chúng ta mỗi người phải uống nước, không có nước mình chết. Mình có thể nhịn ăn,
nhưng rất khó nhịn nước, tại vì nước nuôi nguồn sống cho mình. Cho nên bây giờ mình uống nước thường xuyên thì phải đọc bài kệ uống nước, bài kinh uống nước. Tất cả đều có cái bài kinh đó để làm chi? Để nó làm cho cái pháp đó, đây là pháp thế gian, nhưng mà pháp này bây giờ có thêm được. Ở đời nó vậy đó. Hình như là nó mở cái lấy cái đó thử. Lấy cái đó thử. Đây cũng là pháp đó. Cái pháp này cho mình hiểu là ở đời được cái này mất cái kia, không có bao giờ trọn vẹn. Hạ cái thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa xin nhắc lại với đại chúng bốn việc. Tất cả những gì chúng ta làm cho bản thân mình, cho tất cả những người thân của mình, và chúng ta cố gắng tạo cho mình và người thân mình có những cái nguồn căn bản để sự việc nó có thể đi đến kết quả tốt và mang lại hạnh phúc cho nhau. Người ta thường nói như thế này: tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, ba người đi chung, thế nào trong ba đó sẽ có một người là thầy của mình. Và chúng ta cùng đi trên một đoạn đường, chúng ta thường muốn đi cho vui. Thường thường mình rủ nhau đi chơi, mình nói sao? Đi với em cho vui. Hôm nay tôi đi nghe pháp nè, chị đi không? Tôi tới chở chị đi cho vui. Rủ đi ăn cơm cũng đi ăn cho vui. Cái đó là cái đầu tiên nhất chúng ta suy nghĩ. Và cái câu đầu tiên chúng ta mở lời khi mình mời ai đó, rủ ai đó đi với mình. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta nói một đường nhưng làm một cách. Đã nói với nhau đi cho vui thì phải ráng giữ được cái đoạn đường mình đi cho vui. Ví dụ đi chơi với nhau 5 ngày mà mới có 3 ngày là bắt đầu có chuyện đó, thì cũng ráng ẩn nhẫn, hài hòa, làm sao để cho cái cuộc đi đó trọn vẹn 5 ngày. Đừng có để nửa đường mà gãy gánh thì nó rất là uổng đi. Và rốt cuộc chúng ta thành một cái tập khí, một cái nghiệp là chúng ta không hưởng, không cố gắng nỗ lực làm tất cả những chuyện cho nó trọn vẹn, mà chúng ta chỉ nửa đường là chúng ta bỏ cuộc. Và chúng ta rất dễ bỏ cuộc bởi những cái phiền não mà nó bon chen vào nửa con đường của mình đi. Quý vị đang đi một con đường, thấy phía trước đang sửa đường, lót cái chỗ đó, không vì vậy mà ngừng xe chỗ đó. Chúng ta phải coi họ chỉ mình đi ngã nào, quẹo ngã khác để mình đi, để mình đi đến cái chỗ mình muốn. Đừng có tập cho mình trở thành một cái tập nghiệp là thích thì làm, không thích bỏ nửa chừng. Lâu ngày nó thành một thói quen và cuộc đời mình không thành tựu được một cái gì cho nó trọn hết. Vui hay buồn, mình đã hứa việc đó rồi, cố gắng làm cho nó trọn. Vì đó là cái phước lành cho mình, và đó cũng là một cái thiện nghiệp của mình, một cái thiện sự của mình trở thành một cái thiện nghiệp tốt, là không bao giờ làm việc gì vì phiền não giận tức mà chúng ta bỏ cuộc nửa chừng. Một học sinh dù có giận thầy giáo nhưng cũng phải ráng học cho nó hết lớp, chứ đâu có vì giận cô giáo, thầy giáo, bạn bè mà bỏ học đâu. Mà đối đế kẹt lắm thì cũng đổi trường, chứ không thể nào bỏ cuộc nửa chừng. Cho nên đại chúng để ý cái đó. Rồi tất cả những gì trong cuộc sống mình, dù lớn dù nhỏ, tập cho mình thành một thói quen. Đừng nửa chừng rồi chúng ta bỏ. Ví dụ có những người ăn cơm á, thành một cái thói quen, ăn bỏ mứa, lúc nào ăn cái gì cũng phải chừa lại miếng, thành một thói quen. Mà thí dụ như lỡ mình bị như vậy đó, ráng ăn cho nó hết. Để làm chi? Để mình một thói quen là không bỏ mứa nửa chừng, ăn cái gì ăn cho nó hết. Còn nếu tự mình biết mình ăn không hết, đừng lấy nhiều quá. Rồi lấy nhiều quá ăn không hết thì bỏ. Rồi nó không có tội lỗi gì, nhưng mà nó thành một thói quen và không có dễ thương ở những món ăn. Trong khi đó người ta có thể nhìn mình. Có những người
kiếm một miếng ăn không ra, mình chỉ còn một miếng nữa là xong thì lại phí cái đó. Hai cái hình ảnh nó khác. Một người kiếm một miếng ăn không ra, mình chỉ còn một miếng nữa là xong rồi mà không ráng. Có nhiều người, người ta kiếm một chút hạnh phúc không ra, mình có cả đống hạnh phúc, còn chút nữa nó xong rồi thì lại phí một chút đó. Có nhiều người cả đời không có hạnh phúc, mình hạnh phúc như vậy chỉ cần nhịn thêm một câu là xong công chuyện. Chúng ta không nhịn được. Đi làm với nhau kiếm tiền làm phương tiện sống, vậy mà rốt cuộc rồi kiếm chuyện làm phương tiện sống không? Cho mình biến kiếm chuyện thành ra cái đề tài chính cho cái mỗi ngày của mình. Thưa đại chúng, ở trong sáu loài, trời là cao nhất. Pháp Hòa chưa nói những tầng trời cao ha. Từ cái cõi trời thấp nhất, cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu cõi. Thì trong sáu cõi này á, nó đều có phước báo và nghiệp lực của nó. Thì ở đây có một loài là Atula, trên cõi, dưới cõi trời nhưng mà trên cõi người. Thì cái cõi này, cái đời sống của họ ra làm sao? Họ ăn cái gì cũng phân nửa, họ hưởng cái gì cũng phân nửa, không bao giờ hưởng trọn. Ví dụ như là họ có cái phước, họ thèm ăn bánh khọt, vừa khởi tâm ăn bánh khọt, có bánh khọt ăn. Nhưng mà họ đang ăn nửa chừng thôi, thì cái dĩa bánh khọt nó biến thành đất cát, họ ăn không được. Họ đang thèm bubble tea thì họ có bubble tea họ uống, nhưng mà nửa chừng thì cái nước đó trở thành ra nước độc, nước sình, họ không uống được. Tại sao? Vì cái nhân họ sống mỗi ngày trong kiếp người của họ, cái nhân họ sống là họ luôn luôn phỉ bỏ, hủy bỏ những cái điều đang nửa chừng. Ví dụ đang một mâm cơm, đang ngồi ăn vậy đó, nói qua nói lại, giận tức hất mâm cơm xuống đất. Thì mâm cơm mà nãy còn trên bàn thì ăn được, hất mâm cơm xuống đất thì chỉ có hốt bỏ thôi chứ ăn gì nữa giờ. Đó, chính vì những cái nghiệp đó. Một ví dụ thôi, điện thoại đang cầm vậy nè, giận tức đập cái điện thoại bể. Tivi đang có vậy đó, giận tức đập cái tivi. Chén dĩa nhà đang có nhiều người giận ngộ lắm, không làm gì, đập chén, đập dĩa, đập phone vậy đó, cho để mình thỏa được cái cơn giận của mình. Nhưng đó chính là một cái nghiệp, một cái thói quen xấu mà nó thành ra. Đạo Phật á, hễ cái gì mà thành thói quen thì gọi là nghiệp. Nhưng nếu mà nó thói quen xấu thì gọi là nghiệp xấu, nếu mà nó thói quen tốt thì gọi là nghiệp tốt. Cho nên chính vì chúng ta tạo cái nhân đó, cho nên rồi chúng ta sẽ ở trong một cái cảnh giới mà chúng ta không hưởng được cái gì trọn hết. Có bao giờ mình gặp một cái trường hợp là đang hạnh phúc vậy, nửa chừng cái có biến cố xảy ra tan nát hết. Công ăn việc làm đang tốt vậy, tự nhiên nửa chừng thôi tan nát hết. Một cái hợp đồng sắp sửa được ký đó, tự nhiên cái người ta hủy hợp đồng, ta không ký với mình. Nó đều có cái duyên do trong đó. Mà chúng ta không đủ làm người, chúng ta không đủ cái định, không đủ cái tuệ để chúng ta nói hết tất cả những nhân quả nghiệp chướng đó đâu. Chúng ta chỉ nhìn đó và nói một cách tổng quát là phải có nhân quả gì đó trong vấn đề này, chứ không phải là chuyện bình thường. Như vậy ở trong cái general, ở trong cái căn bản nhất, chúng ta tập sao? Làm việc gì ráng làm cho hết. Hứa với ai làm việc gì, dù nửa đường người đó có làm gì mình buồn phiền cũng làm cho hết. Họ có lỗi với mình thôi, nhưng mình không nên có lỗi với họ ở lời hứa, ở việc làm. Nhiều khi họ có lỗi với mình, nhưng mình biết mình giúp họ là họ sẽ thành công được việc này, tại sao mình không làm? Vì đó là cái phước của mình. Đại chúng nhớ, nếu họ lỗi với mình đáp lại, thì hai người ngang lỗi với nhau. Và suốt cuộc đời này chúng ta sẽ mãi sống trong cái cảnh lầm lỗi với nhau. Còn nếu như mình ráng tạo cái nghiệp không làm lỗi với họ, thì đời nào mình sanh ra cũng được một cái phước là chúng ta không bao giờ làm điều sai gì với ai, mà chúng ta sống trọn cái đạo, cái bổn phận, cái tinh thần của mình. Vì quan trọng nhất là chúng ta làm trọn vẹn cái cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như mình nói một câu chuyện, nói không hết, người ta hỏi không hiểu hết. Có nhiều khi ta nói, thôi có chuyện gì nói hết đi, chứ nói nửa chừng nghe không hiểu gì hết. Đó,
một câu chuyện mà chúng ta cũng muốn nghe cho hết câu chuyện, thì việc làm chúng ta cũng muốn làm hết cái việc của mình. Đừng để những cái phiền não, những cái nhỏ nhất nó ngăn chặn mình, rồi cuối cùng chúng ta làm một cái công việc gì nó không trọn, dù một cái việc rất là nhỏ. Thí dụ như hứa chở người ta đi về nhà, trên đường nói qua nói lại sao cái đừng xe xuống đi, không tôi cũng chở nữa. Rồi cũng đi về tới khúc đó thôi à. Nhưng mà vì giận tức rồi chúng ta cũng xử sự một cách rất là bình thường như vậy, dừng xe lại biểu người đó xuống. Thậm chí người ta không chịu xuống thì sao? Không xuống tôi đẩy xuống. Thí dụ vậy. Cho nên cố gắng chúng ta tập cho mình thành một cái thiện nghiệp là chúng ta làm một cái thiện sự ở nơi mình. Một gì chúng ta đã phát nguyện, chúng ta làm trọn. Sẵn đây Pháp Hòa kể đại chúng nghe Đức Phật của chúng ta. Khi mà Ngài tu khổ hạnh 6 năm, Ngài không thấy mang lại kết quả tốt thì Ngài quyết định tìm một hướng đi khác. Và trước khi như vậy, Ngài phát nguyện: nếu trong kiếp này tôi không tìm ra được con đường chân lý, tôi thề không rời khỏi gốc cây này. Vì sao? Vì Ngài đã rời hoàng cung, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ tất cả những cái mà Ngài có, để Ngài đi chọn một con đường tu hành, tìm ra một con đường ánh sáng. Nhưng nếu Ngài nửa đường Ngài bỏ cuộc thì sao? Chúng ta không có một vị cho ngày nay chúng ta gọi là Đức Phật. Sở dĩ Ngài có một cái quyết chí như vậy cho nên mới có một Đức Phật. Ngài Huyền Trang đi bộ từ Trung Quốc sang Ấn Độ để thỉnh kinh. Trên đường đi Ngài đã gặp bao nhiêu những chướng ngại, nhưng Ngài quyết một câu: thà làm ma ở Tây Trúc chứ nhất định không làm người sung sướng ở Đông Phương. Đó là trên đường đi Ngài gặp khó khăn, Ngài phát một cái nguyện là thà tôi chết ở giữa đường này chứ nhất định không quay về. Cho nên ở bên Nhật Bản có một thành phố, Pháp Hòa quên cái thành phố tên gì rồi, xây một cái điện kỷ niệm cho Ngài Huyền Trang. Và ở trên cái điện đó để hai chữ bất đông. Bất đông là gì? Là không quay lại phương Đông, tức là chỉ cho Trung Quốc. Còn thời đó Trung Quốc với Ấn Độ, từ Trung Quốc mà chỉ qua Ấn Độ thì nói phương Tây, gọi là Tây Trúc. Còn từ Tây Trúc mà ngó về Trung Quốc thì gọi là Đông Độ. Cho nên giờ nay quý vị ra phía sau, quý vị hay nghe các thầy lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ. Tây Thiên là Ấn Độ đó, trời Tây. Đông Độ là chỉ cho Trung Quốc, Việt Nam. Chờ mình kỹ hơn nữa là Nam Mô Tây Thiên Việt Nam Đông Độ, hải ngoại lịch đại tổ sư. Vậy thì cái chữ Tây Thiên Đông Độ là chỉ cho hai hướng. Đông là phía của Á Đông mình, Tây là chỉ cho Ấn Độ. Cho nên Ngài Huyền Trang quyết định không rời, không đi, quyết chí đi cho đến nơi chứ không trở về để tìm sự sung sướng, nản lòng. Những cái hình ảnh đó là những cái mà để cho chúng ta đủ cái niềm tin. Ngày nay cái cực nhọc của mình so với người xưa chẳng là gì hết. Bây giờ mình có đi giảng cực thật, nhưng mà cực của mình với lại cực của người xưa là gì đâu. Mình bây giờ được đi xe, đi máy bay, phải không? Và ngày xưa các ngài phải đi bộ. Bây giờ hồi xưa các ngài không có microphone, mình bây giờ có microphone. Nếu so ra mình sướng hơn người xưa nhiều, nghĩ như vậy cho nên mình lướt được hết tất cả những cái mệt nhọc trong cái tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh của mình. Cho nên mỗi người chúng ta ngồi đây, ai cũng đã khởi xướng cho mình một sự nghiệp, dù lớn dù nhỏ. Đi học cũng là một sự nghiệp. Nếu mình là học sinh đang đi học thì đi học là sự nghiệp của mình. Lấy cái bằng cấp đó là một sự nghiệp của mình. Đó là một cái tư niệm thực. Đó có là cái hoài vọng của mình, hy vọng của mình. Người đang đi làm kiếm sống, xây dựng gia đình hạnh phúc vân vân, đều có cái hoài niệm của mình, cái hy vọng của mình. Nhà Phật gọi cái đó là tư niệm thực. Một món ăn mà chúng ta nuôi dưỡng để cho chúng ta phấn chí, phấn đấu, phấn chấn để chúng ta đến nơi đến chốn. Thôi thì hôm nay buổi tối này
Phó Hòa gặp đại chúng chỉ có vài lời nhắc lại để chúng ta dựng lại một cái niềm tin, dựng lại một niềm hoan hỷ, dựng lại một sự cố gắng cho bản thân mình để chúng ta vượt tất cả mọi cái khó khăn mà vốn cuộc đời này bản chất nó đã là tạm. Thế không? Thì cố gắng đi cho hết cái cõi tạm này để chúng ta được mỉm cười mà không có gì phải buồn phiền với nhau trong cuộc sống. Ngày mai này cuối tuần chúng ta bắt đầu có cái buổi lễ ngày Mother's Day, và đồng thời cũng là cái mùa lễ Phật Đản. Chúng ta hãy gửi tin nhắn cho nhau chúc mừng Phật Đản, mừng ngày lễ của mẹ, để chúng ta nhắc nhở nhau chúng ta đang có hai cái hạnh phúc. Hạnh phúc trong cuộc đời hiện hữu của con người đó là có một người mẹ, và hạnh phúc của một người hiện hữu trong cuộc đời này đó là gặp một người thầy tỉnh thức giác ngộ như Đức Phật. Đó là cái niềm hạnh phúc của chúng ta. Mong đại chúng nhớ gửi những tin nhắn đó cho nhau chúc mừng Phật Đản và ngày lễ của mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.